Xin chào các bạn, các bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube Tiểu Thám Hoa, nếu thấy audio chuyện hay thì cho mình xin một like và một đăng ký để mình có động lực ra video cũng như là ủng hộ kênh nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể yêu cầu chuyện và donate ủng hộ kênh qua link mình để ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ bên gia đình, bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Cuồng ca tập 1, giới thiệu truyện, nhân vật chính Tô Bắc Thần, bốn năm trước bị một tu tiên giả mang đi, nói hắn là vạn trung vô nhất tu tiên thiên tài, muốn hắn tu luyện ba năm, ba năm sau, thật vất vả có thể xuống núi. Sư phụ lại nói cho hắn biết cần phàm trần một năm luyện tâm, phong kỳ tu vi, hai mắt trở nên mù lòa. ai ngờ thời gian bốn năm vừa tới, phong ấn giải trừ, vừa mới mở mắt ra, cảnh đầu tiên lại nhìn thấy thê tử đang cùng nam nhân khác hành sự. Tô Bắc Thần nổi giận, kỳ hạn bốn năm đã đến, phong ấn giải trừ, đắc tội ta, hoặc là chết hoặc là sống không bằng chết. Ngự kiếm trở về, vô địch hậu thế, lật tay hôi phi yên diệt, lật tay huyết vụ phun trào. Các ngươi tu võ ta tu tiên, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, không phục. Một chữ, làm, con đường tô bác thần tôi đi, chính là thần lộ, lời tô bác thần tôi nói, chính là thần thoại. chương 1, 3 năm tu thân, 1 năm luyện tâm. Nhanh một chút, chờ một lúc nữa chồng ngươi trở về rồi. Sợ cái gì, Tô Bác Thần chỉ là một người mù mà thôi, cái gì cũng không nhìn thấy, Vương Thiếu, chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn hay sao? Đúng thế, hắc hắc, Vương Thiếu, chuyện hợp đồng kia. Yên tâm, hôm nay ngươi nếu có thể làm cho bản thiếu hài lòng, bản thiếu ra gia sẽ giao hợp đồng 500 vạn cho ngươi. Bên bàn cơm, hai bóng dáng một nam một nữ đang giao lưu. Vợ, ta về rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Thanh âm này khiến cho hai người biến sắc, động tác im bặt dừng lại. Cùng lúc đó, cửa lớn của căn nhà mở ra, một người đàn ông đeo kính dâm, chống gậy thăm dò từ ngoài cửa đi vào, nhìn dáng vẻ khoảng 20, chiều cao 1m9, dung mạo tuấn lãng, nếu như không phải bởi vì là người mù, tất nhiên là một anh chàng đẹp trai, trong tay anh ta còn mang theo một túi đồ ăn lớn. Tô Bắc Thần rất quen thuộc với cái nhà này, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng vẫn quen thuộc đi về phía bàn ăn, đặt đồ ăn lên bàn ăn, tự rót cho mình một ly nước uống. Chỉ có hắn là không biết, giờ phút này ở đầu bàn ăn khác lão bà của hắn thân tiểu mị đang hợp tác với nam nhân khác làm dự án lớn hắn đột nhiên đi vào khiến hai người như bị ấn nút tạm dừng không nhúc nhích nhìn hắn hai người đều có chút khẩn trương vợ không có ở nhà không uống một ngụm nước tô bắc thần lại một lần nữa hô lên ách ta ở đây ở ngay đối diện ngươi đấy đôi môi đỏ mọng của thân tiểu mị khẽ nhúc nhích nam nhân phía sau muốn nhân cơ hội chạy đi lại bị nàng kéo lại, ý bảo hắn đừng hoảng hốt. Nghiêu Bức, Vương thiếu giơ ngón tay cái lên với nàng, có chút hưng phấn, thân hình muốn rời khỏi dừng lại, tiếp tục giải trí. A, à, lão bà, hắc hắc, trách ta không nghe thấy thanh âm của ngươi. Đôi mắt Tô Bắc Thần nhìn về phía Thân Tiểu Mị, ngượng ngùng cười một tiếng. Sao hôm nay lại mua nhiều đồ ăn như vậy? Thân Tiểu Mị nhìn một túi đồ ăn lớn, thoáng nhíu mày. Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của ta. Tô Bắc Thần nhếch miệng một cái, "Bà xã, nói cho ngươi một tin tức tốt, trưa nay 12 giờ, ánh mắt của ta liền có thể nhìn thấy, đến lúc đó ta liền có thể nhìn thấy bộ dáng của ngươi." "Ồ," Thân Tiểu Mị bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sau đó hô hấp bắt đầu trở nên có chút nặng. Nguyên lai là Vương thiếu thấy tựa hồ thật sự không có việc gì, lá gan bắt đầu biến lớn. "Lão bà, ngươi làm sao vậy?" "Không sao, ta đang ăn que cay, có chút cay, phù phù." "A, à, được rồi." Tô bác thần có chút hồ nghi, có que cay như vậy sao? Thân tiểu mỹ luôn luôn là khẩu vị nặng, dạng thanh cay gì mới có thể đem nàng cay thành như vậy? Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, trong đầu đều là hưng phấn cùng kích động hai mắt sắp khôi phục, đồng thời, trong đầu hiện ra một ít ký ức 4 năm trước. Năm đó, hắn 16 tuổi, hắn ăn lẩu hát ca, đột nhiên gặp được một lão đầu. Lão đầu nói hắn là thiên tài tu tiên vạn người không được một, nhất định phải truyền cho hắn tài nghệ tu tiên ban đầu hắn ta đã từ chối dưới núi có cha mẹ có huynh trưởng có muội muội còn ngàn vạn tài sản chờ hắn kế thừa hảo hảo làm phú nhị đại ăn no chờ chết hắn không thơm sao vì sao phải tu tiên mấu chốt là hắn cũng không tin có thần tiên gì mặc dù đại hán lấy võ lập quốc võ giả rất nhiều một số võ giả cường đại quả thật có bản lĩnh rất mạnh miễn cưỡng xưng là thần xưng là tiên nhưng thần này không phải thần kia tiên này không phải tiên kia mãi đến khi lão nhân kia một bàn tay đập nát một ngọn núi. Tô bác thần tin, bà ta muốn nói cho ba mẹ một tiếng. Lão đầu lại chết sống không đáp ứng, hắn muốn chạy, lại chạy không được. Chỉ có thể luyện theo, ba năm, suốt ba năm, ai cũng không biết ba năm kia hắn sống như thế nào. Ngày ngày ăn ngon uống sướng, bất quá, là nhìn lão nhân kia ăn, mà hắn không phải ăn dược thảo chính là dược thảo, ngoại trừ đan dược vẫn là đan dược thời gian còn lại đều luyện thể, luyện khí, luyện ngũ tảng, chặt núi, chặt cây, chém dã thú. Ba năm, hắn thông qua đủ loại khảo nghiệm sư phụ thiết hạ, cửa ải, rốt cuộc học được phong thủy, y thuật, tu tiên vân vân. Ba năm sau, sư phụ hắn muốn đi xa, rốt cuộc muốn thả hắn xuống núi. Tô bác thần vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể nhảy lên chín tầng trời. Ai con mẹ nó biết, nhưng sư phụ hố bị kia lại phong ấn ngũ tạng của hắn, nhắm hai mắt hắn, để hắn trở lại một người bình thường bởi vì mắt nhìn không thấy thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng còn nói với hắn không được về nhà một năm là kỳ hạn một năm sau ánh mắt của hắn sẽ khôi phục cũng là một năm sau hắn mới có thể về nhà nếu như không tuân thủ hắn chắc chắn tan xương nát thịt đột tử đầu đường sau khi xuống núi tô bắc thần thật khó khăn ngay từ đầu ngay cả ăn cơm cũng không giải quyết được sau đó mới từ từ sinh tồn hắn thật sự cảm nhận được nhân tình ấm lạnh, cảm nhận được đau khổ trên thế gian. Mãi đến nửa năm trước, gặp được một người, mỗi ngày đúng giờ đưa đồ ăn cho nàng, còn giúp hắn đuổi đi một số người bắt nạt hắn. Tô bác thần muốn báo đáp, nhưng người kia không nói lời nào. Thẳng đến ba tháng trước, lại một cái bánh bao đưa tới trước người hắn, đồng thời xuất hiện thanh âm của một nữ nhân. Ta thích ngươi, ngươi có thể kết hôn với ta không? Làm con rể nhà chúng ta, người này, chính là thân tiểu mị. Tô Bắc Thần một lòng muốn báo đáp, trong lòng biết thân tiểu mỹ nhất định là một cô gái thiện lương, cho nên cho dù không nhìn thấy, không biết dáng dấp của nàng như thế nào, vẫn đồng ý. Chỉ cần hắn khôi phục thực lực, dung mạo không thành vấn đề. Thế là hai người thuận lý thành trương nhận chứng nhận, kết hôn. Hắn cũng thành con rể tới cửa. Ba tháng qua giặt quần áo, nấu cơm, cần cù chăm chỉ, việc nhà Tô Bắc Thần gần như bao hết, chỉ vì có thể giúp thân tiểu mỹ chia sẻ một chút. Lão bà, cảm ơn người thời gian này trợ giúp. Tô bác thần khó nén kích động, chờ ta khôi phục, ta nhất định sẽ mang theo thân gia trở thành gia tộc cao cấp nhất Kim Lăng, nhất định sẽ khiến người có được hạnh phúc, mỹ mãn. Còn có gia gia, cha mẹ, huynh trưởng, muội muội của hắn. Đương nhiên, chưa tới giờ, dựa theo ước định, hắn vẫn không thể nói. Thật sao, vậy ta cảm ơn ngươi nha, ô, cách 12 điểm, chỉ còn lại có ba chuông nha, ta. Ô ta rất chờ mong đó. thân tiểu mỹ mơ hồ không rõ, ấp a ấp úm nói. vương thiếu đứng ở phía trước nàng, kích thích nhìn tô bắc thần, không nghĩ tới hôm nay hắn còn có thể gặp được loại trò chơi mới này, thoải mái a, à, đắc ý. ba phút sau, tô bắc thần càng thêm kích động, hai nắm tay nắm lại. ba phút, còn có ba phút, hắn sẽ hoàn toàn thay đổi, cuối cùng cũng có thể trở về gặp gia gia, cha mẹ của hắn, gặp huynh trưởng và muội muội của hắn. tô Bác thần nhắm mắt lại. Lặng lặng chờ đợi, cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc, thời gian từng giây từng phút di chuyển về phía trước, trong nháy mắt kim đồng hồ quy về 12 giờ trưa. Vù, đột nhiên, thân thể tô bác thần đại chấn, trong giây lát, hắn đã không còn ở nhà hàng, mà là ở trong một chỗ thiên địa hôn mê. Một đạo nhân áo xanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồ nhi, chúng ta lại gặp mặt, chương 2, thầy cho lại gặp nhau. Đạo si áo xanh không phải ai khác, chính là sư phụ của hắn tử vân đạo nhân. Bắc thần, người sinh ra ở cửa son, hưởng thụ 16 năm, 3 năm luyện thể trong núi, một năm hồng trần luyện tâm, cũng coi như là hưởng hết phú quý nhân gian, nhận hết ấm lạnh nhân gian, khảo nghiệm cuối cùng của vi sư, người đã thông qua. Sư phụ, không cần nhiều lời, khi người nhìn thấy ta, ta đã sớm đi xa, đây chỉ là một đạo thần niệm ta bảo tồn mà thôi. Hôm nay phong ấn mở ra, ta ban cho ngươi ba kiện bảo vật. Càn khôn quyển, nội uẩn càn khôn, có thể tùy thân đặt một ít đồ vật. Tiên nữ đồ là một kiện bảo vật vi sư bên ngoài địa cầu ngẫu nhiên đạt được, tuy là bảo vật, nhưng đến nay chưa từng hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, hy vọng ngươi có thể phá giải nó. Hộ thân phù, vi sư ở ngoài ngàn tỷ năm ánh sáng, ngươi nếu có ngoài ý muốn, ngoài tầm tay với, trong phù này có vi sư ba đạo thần thức, tương lai gặp được nguy hiểm, có thể giúp ngươi ba lần. Vòng càn khôn rơi xuống lòng bàn tay tô bắc thần, hóa thành chiếc nhẫn lớn nhỏ đeo trên ngón út tiên nữ đồ chìm vào trong thức hải của Tô Bắc Thần, chìm nổi trong thức hải của hắn. Bùa hộ mệnh khắc vào lồng ngực Tô Bắc Thần, bên trong càn khôn quyển, có tồn chữ một ít đồ vật của vi sư, một ít đan dược, một ít là đồ nhi của ta, cũng chính là ngươi, chuẩn bị xong 180 phong hôn thư, đều là những nữ hải tử gia đình không tệ, nếu ngươi thích thì cứ cưới, không thích thì từ hôn, ngoài ra còn có tử thanh kiếm của vi sư, còn dư lại một ít đồ vật, ngươi tự kiểm kê. Ngoài ra, vi sư lại tặng ngươi một câu, người hãy nhớ kỹ trong lòng. Con đường tu tiên, cầu chính là ý niệm thông suốt, làm việc tùy tâm, lúc nên cuồng thì cuồng, lúc nên giết thì giết, không nên có lòng dạ đàn bà, lòng thánh mẫu. Tu tiên, không có đạo lý đối nhân xử thế, chỉ có chém chém giết giết. Trên đời có vô số quy tắc, nhưng quy tắc trên quy tắc, quy tắc nguyên thủy nhất là thực lực tuyệt đối. Tạm biệt, hy vọng thầy cho ta còn có ngày gặp lại. Tử vân đạo nhân nói xong, trời đất quay cuồng thế giới trước mắt cùng người trước cùng nhau biến mất vô tung tô bác thần có thể cảm nhận được rõ ràng phòng ấn lục phủ ngũ tạng đang từ từ được giải khai lực lượng của hắn đang trở về hai mắt mặc dù nhắm lại cũng bắt đầu xuất hiện từng tia ánh sáng hắn gỡ kính dâm xuống chậm rãi đứng dậy nhắm mắt lại cảm thụ ánh sáng xuyên thấu qua mí mắt xâm nhập vào trong óc thân tiểu mị và vương thiếu đang lúc kịch liệt bầu không khí như muốn đẩy lên đỉnh núi Lão bà, ta, khôi phục rồi. Tô bác thần chợt mở mắt ra. Nhất thời, trong ánh mắt phản chiếu ra hai bóng người không mảnh vải che thân, cùng một nam một nữ kinh ngạc, kinh ngạc. Vương thiếu vốn đang chìm vào đỉnh núi, nhìn thấy tô bác thần đột nhiên chừng chừng nhìn chằm chằm hắn. Sợ đến mức trực tiếp liền ngốc bẹp, mẹ nó, quá đột ngột, thân tiểu mị cũng lộ vẻ khiếp sợ và kinh ngạc. Hai mắt tô bác thần, trước kia là trống rỗng, không có con ngươi, chỉ có trỏng trắng, nhưng mà bây giờ lại giống người bình thường như đúc thậm chí nàng có thể rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt kia tư thái phóng đáng nghinh hợp thật sự khôi phục rồi một người mù nói khôi phục liền khôi phục mấu chốt là lần đầu tiên khôi phục là nhìn thấy liên thông của nàng cùng vương thiếu ba người mắt to chừng mắt nhỏ tô bác thần cũng kinh ngạc hắn tuyệt đối không nghĩ tới đang khôi phục thị giác liền nhìn thấy một màn trùng kích ánh mắt như thế trong lòng một vạn con ngựa bùn chạy qua có câu con mẹ không biết có nên nói hay không. Lão công, ngươi, Thân Tiểu Mị xuất hiện một tia bối rối, theo bản năng hô một tiếng. Tô Bắc Thần muốn hỏi một câu các nàng đang làm gì, nhưng lại cảm thấy vấn đề này rất ngu, nói một hồi, nhìn chằm chằm Thân Tiểu Mị. "Đây, chính là que cay mà ngươi nói." Đối mặt với Tô Bắc Thần ép hỏi, Thân Tiểu Mị và Vương Thiếu ngược lại từ trong rung động và kinh hoàng lấy lại tinh thần. Người trước cảm nhận được Vương Thiếu đã co lại như con sâu gióm đành phải nhấc váy áo xốc xách lên, hờ hững quét mắt nhìn Tô Bắc Thần. Không ngờ ngươi lại khôi phục được, sớm không khôi phục muộn không khôi phục, hết lần này tới lần khác, thật sự là buồn nôn, mất hứng. Đúng vậy, thật mẹ nó thật mất hứng. Vương Thiếu dường như vì sự mềm yếu của mình mà tìm được lý do, chán ghét nhìn chầm chầm vào Tô Bắc Thần. Cút ra ngoài, canh ngoài cửa, lão tử muốn tiếp tục. Tô Bắc Thần cau mày, sao lại như vậy, cái người mỗi ngày đưa đồ ăn cho nàng, thậm chí đứng ra, giúp hắn đánh đổi ác bá, làm sao lại làm ra loại chuyện đạo đức bại hoại này. Mấu chốt là còn nói ngược lại hắn buồn nôn, không phải lúc khôi phục. a à, tô bác thần nở nụ cười, giận quá hóa cười. Hắn không để ý tới vương thiếu, mà nhìn thân tiểu mị. Ba tháng, chúng ta mới lĩnh chứng ba tháng mà thôi, người đã làm ra loại chuyện này, ba tháng trước, vì sao muốn nói thích ta, muốn kết hôn với ta. Tại sao phải mỗi ngày đưa đồ ăn cho ta? Ngươi muốn biết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Thân Tiểu Mị cười đùa nói: Thứ nhất, đồ ăn đưa cho cậu không phải tôi, là bảo mẫu nhà chúng tôi. Dì Lưu, cậu biết bà ấy, bà ấy là người câm, sao có thể nói chuyện được? Về phần cùng ngươi kết hôn sao? Bay bay, không giả bộ, chính là bởi vì Vương thiếu gia thích vợ của người khác, cho nên mới cùng người mù như ngươi lĩnh chứng. Người mù, cái gì cũng nhìn không thấy, dễ điều khiển, hiểu không? Ha ha ha! dù sao đã bị phát hiện thân tiểu mị lười che giấu nàng càng không lo lắng tô bắc thần sẽ làm cái gì trong mắt nàng tô bắc thần chính là kẻ bất lực lúc còn mù loà hiện tại cho dù khôi phục cũng vẫn là kẻ bất lực không có người nhà không có bối cảnh càng không có tiền hiển nhiên là một sản phẩm tam vô mà vương thiếu bên cạnh nàng không chỉ có tiền còn là một võ giả so sánh với nhau loại rác rưởi như tô bắc thần này có gì đáng sợ chứ giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là vương thiếu gia, vương ngạo, vương thiếu gia cảnh hậu đái, có được hơn trăm triệu tài sản, bản thân vẫn là võ giả cấp 2, một bàn tay có thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn tên ăn mày thối, ngươi chính là đồ chơi của ta cùng vương thiếu gia, thế nào? Hiện tại biết chân tướng, sảng khoái sao, còn không cút ra ngoài giữ cửa, thân tiểu mị tranh chua, hạ thấp tô bắc thần xuống đất. Thì ra là thế. Tô Bác Thần chẳng những không có bởi vì lời nói của thân tiểu mị mà ngược lại là bình tĩnh lại. Thân là tu tiên giả, tâm tư trong nháy mắt đã xoay chuyển trăm ngàn lần. Nói cho cùng, phản bội hắn là tổn thất của thân tiểu mị. Mà hắn, nhiều nhất là kịp thời ngăn chặn tổn hại. Hiện tại hắn mới hiểu được dụng ý sư phụ để hắn luyện tâm một năm, tâm không cường đại, một đường tu tiên, sẽ rất dễ dàng lâm vào ma chướng. Hắn chỉ coi chuyện trước mắt như một phần của quá trình lịch lãm rèn luyện. Cũng may, người đưa đồ ăn cho hắn, cũng không phải thân tiểu mị, mà là lưu di. Có thù tất báo, có ân tất trả. Đây là lời gian tô bắc thần. Nhìn thật sâu cầu nam nữ trước mặt, tô bắc thần khẽ cười một tiếng. Xoay người đi ra ngoài. Ha ha ha, quả nhiên là phế vật, nhìn thấy nữ nhân của mình làm khó dễ, ngay cả dám cũng không dám thả một cái. Thân tiểu mị thuận thế ngồi lên đùi vương ngạo, trào phúng càng thêm nồng đậm, lớn tiếng hô. Đồ phế vật, nếu ngươi phát hiện, trò chơi cũng không có ý nghĩa, ngày mai đến cục hôn nhân xử lý ly hôn. Vương thiếu, chúng ta tiếp tục, tiếp tục cái rắm. Trong mắt Vương ngạo lóe lên một chút khó chịu, vừa rồi bị dọa như vậy, hắn hoài nghi có phải mình bị dọa ra tật xấu hay không, còn có. Tô bác thần biểu hiện quá quỷ dị, hắn chơi nữ nhân của người khác, không có 100 cũng có 50. Bị phát hiện, có chừng mười mấy người. Chưa từng có một người nào có thể bình tĩnh giống như Tô Bắc Thần, phần lớn đều là cuồng nộ, vô năng cuồng nộ trái lại tô bắc thần tỉnh táo đến mức có chút đáng sợ hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó rồi lại nhất thời nói không ra long long tô bắc thần vừa bước ra cửa lớn đột nhiên vương ngạo cảm giác có chút lay động cau mày nói ta nói không cần ngươi đừng lắc ta không có sắc mặt thân tiểu mị nghi hoặc nàng vừa dứt lời toàn bộ căn nhà cũng bắt đầu lay động kịch liệt không ổn động đất vương ngạo sắc mặt đại biến đẩy thân tiểu mị ra muốn chạy trốn nhưng mà bá đúng lúc này trong phòng bếp một con dao phay tự chủ bay ra vèo một tiếng lướt qua hai chân vương ngạo vương ngạo chỉ cảm thấy đúng quần có chút lạnh giống như rớt mất thứ gì đó chỉ là ngẩn người hắn còn chưa kịp phản ứng oanh hai người ở trong biệt thự loại nhỏ ầm ầm sụp đổ khói bụi nổi lên bốn phía cho bụi đầy trời tô bác thần cũng không quay đầu lại giống như đã sớm dự liệu được chắp hai tay sau lưng từng bước một đi xa. Tô bác thần cả đời làm việc, có ân tất trả, có thù tất báo. Tuy hắn coi thân tiểu mị phản bội là một loại rèn luyện tâm tính, nhưng rèn luyện thì rèn luyện, trả thù thì trả thù, không ảnh hưởng đến việc báo thù của hắn. Phòng ốc sụp đổ, về phần thân tiểu mị và vương ngạo chết hay không, hắn không quan tâm. Chết rồi coi như bọn họ không may, không chết, tương lai bọn họ sẽ càng khó chịu hơn chết. Hô, đi ra độc viện, Tô Bác Thần hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bầu trời. Trở về rồi, hết thảy đều đã trở về. Giữa ngón út của hắn, hào quang màu vàng hiện lên. Vòng càn khôn xuất hiện, kiếm, tới. Tô Bác Thần quát nhẹ một tiếng có vẻ lười biếng. Vù, trong càn khôn quyển, tử thanh kiếm hiện lên, ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, mang theo tia điện mang nhẹ nhẹ, từ nhỏ đến lớn, vắt ngang trước người Tô Bác Thần. Hắn xài bước tiến lên, đi lên, hô, Kinh phong thổi qua, tổ bác thần ngự kiếm mà đi, trong khoảnh khắc sông lên 9 tầng trời, bay thẳng lên không chung. Đó là cái gì? Trên tầng mây, một chiếc máy bay xuyên mây phá xương, đang vững vàng phi hành. Trong radar đột nhiên xuất hiện một dị vật, khoang điều khiển, cơ trưởng thẩm diệu âm đạp một cái, trong đôi mắt nàng có thể thấy rõ ràng, một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu mà đứng, đang xuyên qua tầng mây. chương 3, ngự kiếm quay về đô thị, một màn rất kỳ lạ, đặc biệt không chân thực. Đó là một thanh niên, một thân trang phục nhàn nhã, chân đạp tử thanh trường kiếm, thanh niên đeo hai tay sau lưng, thân thể thẳng tắp, đứng ở trên trường kiếm, bất động như tùng, chợt lóe qua trước khoang điều khiển của nàng. Tựa như một vị trích tiên nhân, cơ trưởng, làm sao vậy? Phó cơ trưởng thấy thẩm diệu âm thất thố như thế, không khỏi có chút tò mò. Người không nhìn thấy sao? Một người, ngựa kiếm phi hành, bay qua trước mặt chúng ta. Ngựa kiếm phi hành, phó cơ trưởng ngẩn ra, chợt cười. Cơ trưởng, người nói đùa gì vậy, trên đời này nào có ai có thể ngự kiếm phi hành, ngự kiếm phi hành, vậy chẳng phải là thần rồi. Ngài gần đây quá mệt mỏi, hoa mắt rồi sao? Ngươi thật sự không nhìn thấy, lông mày lá liễu của thẩm diệu âm hơi nhân lại, trong đôi mắt hạnh hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhìn lầm sao, không có khả năng, sở dĩ nàng có thể trẻ tuổi, 22 tuổi đã làm cơ trưởng, không chỉ dựa vào học vấn tinh anh và tố chất thân thể cao siêu, càng là bởi một đôi nhãn lực hơn người nàng tin tưởng con mắt của mình thế nhưng mà ngự kiếm phi hành cái này xác thực quá mức không thể tưởng tượng nổi sau khi phó cơ trưởng lại một lần nữa phủ nhận nhìn thấy ngự kiếm phi hành thẩm diệu âm cũng không khỏi hoài nghi có phải thật sự nhìn lầm hay không dù sao mắt có thể sai lầm radar sẽ không vừa rồi trên radar không có bất cứ phản ứng gì cô đành phải tạm thời trôn chuyện này ở trong lòng vậy mà bị phát hiện Tô Bắc Thần có chút ngoài ý muốn, tốc độ ngự kiếm của hắn còn nhanh hơn máy bay, không nói là chợt lóe lên mà lướt qua cũng không sai biệt lắm, không nghĩ tới vậy mà lại bị người nhìn thấy. Nhưng mà, không sao cả, nhìn thấy liền nhìn thấy, chuyện lớn bao nhiêu. Mây trôi nổi, lúc này Tô Bắc Thần đã đứng thẳng thân cao vạn mét. Không, một đôi mắt trong suốt lấp lóe quang hoa. Đây là nhãn thuật của hắn, có thể nhìn thấu tất cả, khám phá chân tướng, tương tự như thấu thị lại không chỉ là thấu thị. Ánh mắt xuyên qua mây mù vô biên, toàn bộ núi sông Kim Lăng thu hết vào đáy mắt. Tô Bắc Thần giống như thiên thần, xem xét tòa thành thị này. Bốn năm khổ luyện, một khi đắc đạo, thẳng lên chín tầng trời, từ nay về sau biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Tâm tình hắn kích động, bốn năm, dòng dã bốn năm, cuối cùng ông ta cũng có thể về nhà rồi. Sơn Hà rút lui, Tô Bắc Thần nhanh chóng hạ xuống. Tô ra, gia tộc bản thổ Kim Lăng, 4 năm trước, gia sản cũng đã 5.000 vạn, càng là có một ngọn núi, cả ngọn núi, tính cả biệt thự trên núi, đều là tô gia bọn họ. Có thể nói tô bác thần xuất thân ngậm thìa vàng, tiêu chuẩn cao phú xuất, nữ sinh thời điểm 16 tuổi theo đuổi hắn tay nắm tay có thể vây quanh biệt thự nhà bọn họ hai vòng. Tô bác thần rơi xuống đất, nhìn thấy hết thảy trước mắt biến hóa không lớn. Núi vẫn là ngọn núi kia, cây cối xanh um tùm, sừng sững giữa phố xá sầm uất chỉ là trang trí càng thêm phồn hoa, khắp nơi đều là cổ mộc danh thụ. Hai cặp thạch sư trước sơn môn, sinh động như thật, oai hùng bừng bừng, trên sơn môn, bốn chữ trang viên tô ra rồng bay phượng múa, thiết họa ngân câu, trước cửa lớn càng có hai tên bảo vệ đứng thẳng tắp, vừa nhìn đã biết là đại gia hào tộc. Xem ra bốn năm nay cha mẹ phát triển không tệ, còn có thể tiếp tục làm phú nhị đại, thoải mái. Tô bác thần nhếch miệng cười, trực tiếp đi về phía cửa lớn. Đứng lại, nhưng Tô Bắc Thần vừa đi vào cửa chính, hai tên bảo tiêu lập tức ngăn lại, một người trong đó. Ngươi là ai, đến Tô gia có hẹn trước không? Ừm, không tệ, bảo tiêu rất chuyên nghiệp, Tô Bắc Thần cười nói, ta là ai, ta là Tô gia đại thiếu, Tô Bắc Thần, nhanh đi nói cho cha mẹ ta, nói cho ba mẹ bọn họ biết, con trai lớn của bọn họ đã trở về. Tô gia đại thiếu, Tô Bắc Thần, hai bảo an liếc nhau, trong mắt đều hiện lên kinh ngạc. Ngươi thật sự là Tô Bắc Thần? không thể giả được. Được, ngài chờ một chút, ai cũng biết, 4 năm trước tô gia đại thiếu đột nhiên biến mất, hiện tại đột nhiên xuất hiện, hai gã bảo an đương nhiên không dám xác định, người nói chuyện vội vã chạy vào sơn môn thông báo. Đại khái 3 phút sau, u u, -u, -u" một loạt tiếng bước chân đồng loạt truyền đến, rõ ràng có thể thấy được, trên núi một đám người vội vội vàng vàng chạy xuống, nhìn ra chỉ ít trên trăm người. Từng người mặc âu phục giày ra, khuôn mặt gọn gàng, chạy đến trước cửa chính, bọn họ dừng bước, sau đó phân ra đứng hai bên, giống như đã tập luyện qua, nhao nhao xoay người, cúi đầu, chăm miệng một lời hô. "Cung nghênh Tô đại thiếu, cung nghênh Tô đại thiếu." Cùng lúc đó, giữa lối đi, một bóng dáng Tô Bắc Thần vô cùng quen thuộc từ phương xa xài bước mà đến. Huynh trưởng của hắn, Tô Bắc Liệt, Tô Bắc Liệt lớn hơn hắn 4 tuổi, năm nay 24, mặc dù 4 năm không gặp, nhưng Tô Bắc Liệt cũng không thay đổi quá nhiều muốn nói biến hóa duy nhất chính là thân thể tô bắc liệt trước kia có chút yếu hiện tại cường tráng hơn rất nhiều thậm chí có mấy phần thô kệch một thân âu phục cũng khó che lấp cơ bắp rồi rào phía dưới hắn lão đệ thật sự là ngươi tô bắc liệt bước nhanh tới xác định là tô bắc thần không thể nghi ngờ trong mắt tràn đầy kích động lão đệ người rốt cục đã trở về hắn xông lên liền ôm lấy tô bắc thần ca ca tô bắc liệt và muội muội tô yên tuy rằng đều là hài tử mà cha mẹ tô bắc thần năm đó thu dưỡng nhưng bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau quan hệ vô cùng tốt bốn năm rồi tô bắc liệt từ trên xuống dưới đánh giá tô bắc thần trong mắt ẩn chứa một chút nhiệt lệ lão đệ bốn năm nay đệ đi đâu rồi cuối cùng ngươi trở lại ca nói ra thì rất dài dòng tô bắc thần đang muốn giải thích tô bắc liệt lại vỗ vỗ ngực hắn nói ra rất dài dòng vậy thì trở về từ từ nói đi theo ta về nhà cha mẹ và muội muội đâu sao bọn họ không đi ra Tô Bắc Thần hơi nghi hoặc một chút, hắn đường đường là Tô Đại Thiếu trở về, dựa theo tính cách của cha mẹ và lão nguội, đã sớm nhảy ra ngoài rồi. Làm sao chỉ có một mình Tô Bắc Liệt? Ân, Tô Bắc Liệt thoáng ngẩn ra, đợi lát nữa nói sau, đi, lão đệ, ta mang ngươi đi tham quan Tô ra, người bốn năm không trở về, trong nhà biến hóa rất lớn. Hắn ta phất tay, lập tức bảo vệ lái tới một chiếc xe. Tô Bắc Liệt kéo Tô Bắc Thần lên xe, chậm rãi chạy trên đường cái độc hưởng trang viên Tô ra một đám bảo tiêu thì chạy chậm theo sau xe, vô cùng phô trương. Lão đệ, người xem tô ra chúng ta, bây giờ diện tích lớn hơn gấp đôi so với 4 năm trước, bên này là hoa viên chuyên môn, bên kia là khu tập thể hình, còn có hồ nước chuyên môn đào ra, sản nghiệp tô ra chúng ta so với 4 năm trước mở rộng gấp 5 lần, dưới trướng có 3 công ty thị trường cổ phần, tài sản cộng lại gần chục tỷ. Tô Bắc Liệt giới thiệu về những thay đổi của Tô Gia trong những năm qua, lại nói. Lão Kata, ta, bây giờ ở Kim Lăng lăn lộn còn có thể, thân phận tôn quý, người lần này trở về, ta. Ca, ta chỉ muốn biết tình hình của Gia Gia, cha mẹ và muội muội. Tô Bác Thần không có lòng dạ nào chú ý những vật này. Bốn năm lịch luyện, hắn đã sớm hiểu rõ một đạo lý, tài phú chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, không có gì có thể kiếm lại. Tô Bác Liệt nhắc tới Tô Gia, tràn đầy kiêu ngạo, nhưng không nhắc tới một chữ Gia Gia, phụ mẫu, cùng muội muội. Tô Bác Thần cảm thấy có chút kỳ quặc, Quả nhiên, hắn vừa hỏi, tô bắc liệt liền lâm vào trầm mặc, hơi có vẻ nặng nề nói: đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nói xong, tô bắc liệt không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía tô gia phồn hoa ngoài cửa sổ. Trong lòng tô bắc thần lục bột một cái, có loại dự cảm không tốt. Chương 4, đây chính là lý do ngươi muốn giết ta. Tô bắc thần vốn có thể đo lường tính toán một chút, nhưng hắn không có, hắn không muốn nhìn thấy chuyện gì không tốt, còn giữ lại một chút kỳ vọng. Đáng tiếc, càng nghĩ càng muốn tới, theo xe đi về phía trước, không bao lâu, liền lái vào phía sau núi Tô Gia, nơi này. Cách chỗ ở Tô Gia khoảng hai cây số, là nơi các đời tổ tiên Tô Gia mai táng. Lăng viên Tô Gia, bên ngoài Nghĩa Trang, dừng xe lại, Tô Bắc Liệt mang theo Tô Bắc Thần không nói một lời đi vào Nghĩa Địa. Trong mộ địa, nhiều hơn một ngôi mộ mới so với trong trí nhớ lúc Tô Bắc Thần rời đi. Tô Lão Gia Tử, mộ Tô Ngọc Hằng, Tô Ngọc Hằng ông nội của Tô Bắc Thần, lão đệ, năm đó người biến mất, người một nhà tìm người khắp nơi, tìm khắp toàn bộ kim lăng, thậm chí phát động tất cả lực lượng, toàn bộ đại hán treo giải thưởng 2 phần 3 gia sản tìm tung tích ngươi có một ngày ra ra nhận được điện thoại, nói có tin tức của ngươi hắn cùng cha đuổi tới địa phương ước định, kết quả. Tô Bắc Liệt nói đến đây, dừng một chút, hốc mắt có chút đỏ lên. Kết quả ra ra bị người giết, cha không biết tung tích, mẫu thân biết tin tức này một đêm tóc bạc trắng, thể phải tra ra hung phạm, để cho ta đi tra. Tô Bắc thần trầm mặc, không nói gì, chờ Tô Bắc liệt nói tiếp. Ta không phụ sự mong đợi của mọi người, Cha ra được một số manh mối, nhưng những manh mối này, manh mối nhắm thẳng vào đường ra Kim Lăng. Người cũng biết, đường ra là một trong sáu đại gia tộc Kim Lăng, Tô ra chúng ta không thể trêu vào, nhưng mẫu thân lại khăng khăng muốn báo thù, muội muội cũng có ý kiến tương tự. Vấn đề là ta cha được chỉ là manh mối, không có chứng cứ trực tiếp, tùy tiện ra tay, chỉ có chịu chết. Cho nên, người không đồng ý, Tô Bắc Thần hỏi. Trên thực tế vấn đề này căn bản không cần hắn trả lời, Tô Bắc Thần cũng có đáp án. Giống như Tô Bắc Liệt nói, tuy Tô Gia là người bản thổ kim lăng, nhưng so sánh với quái vật lớn như Đường Gia, kém cách xa vạn giảm, cứ nói như vậy đi. Đường Gia 4 năm trước, so với Tô Gia hôm nay, còn mạnh hơn mấy lần. Đối đầu với Đường Gia, Tô Gia không có một chút xíu phần thắng. Nếu như hai nhà thật sự đối đầu, Tô Gia không có khả năng còn có thể phát triển thành bộ dáng bây giờ. Vâng, quả nhiên, Tô Bắc Liệt gật đầu, tiếp tục nói. Ta đáp ứng mẫu thân, để cho hắn cho ta thời gian 10 năm, 10 năm, ta nhất định sẽ báo huyết cừu này, nhưng mà, nàng không đồng ý, vẫn là cùng muội muội dẫn người đi đường ra hỏi tội, kết quả có thể nghĩ. Nếu như không phải ta kịp thời chạy tới, hai người các nàng đều sẽ chết ở nơi đó. Nói như vậy, các nàng còn không có việc gì. Các nàng đâu? Tô Bắc Thần hỏi, lão đệ, ngươi nghe ta nói hết. Muốn cứu mẹ cùng muội muội từ trong tay đường ra, nào có dễ dàng như vậy, mẹ cùng muội muội mang theo hơn trăm người đi đường ra, kết quả có thể trở về chỉ có hai người các nàng, mà điều kiện là. Tô Bắc Liệt như nhớ lại một đoạn chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, dừng một chút, hắn mới nói tiếp. Điều kiện là, tô ra, muốn làm chó của đường ra, ta muốn làm nô lệ của đường ra, đuổi mẹ cùng lão muội ra khỏi tô ra cho nên ngươi đáp ứng tô bắc thần hít mắt lại xoay tròn ánh mắt nhìn về phía tô bắc liệt nếu là ngươi ngươi sẽ chọn thế nào tô bắc liệt chắp hai tay sau lưng nhìn mộ tô ngọc hằng ta chọn như thế nào không quan trọng quan trọng là ta vừa về nhà ngươi liền muốn giết ta không phải sao ánh mắt tô bắc thần sắc bén như lưỡi đao sắc bén nhìn chằm chằm tô bắc liệt hả tô bắc liệt nhíu mày Lão đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Còn muốn giả vờ sao? Nếu như không muốn giết ta, vì sao hiện tại lại có bốn võ giả đang tới gần chúng ta? Tô Bắc Thần cười lạnh. Đại Hán dùng võ lập quốc, võ giả đông đảo. Gần như mỗi một gia tộc quyền thế, đại tộc đều sẽ có võ giả tỏa chấn. Khí thức của bọn họ khác với người bình thường, trong phạm vi 500m tiếp cận Tô Bắc Thần, cho dù Tô Bắc Thần không cần cố ý đi cảm giác, cũng có thể dễ dàng phát hiện. Huống chi? bốn người này mang theo sát ý tô bắc liệt có chút ngoài ý muốn nhìn tô bắc thần một hồi lâu bỗng nhiên cười nói lão đệ ngu xuẩn của ta a à, không nghĩ tới bốn năm không gặp người ngược lại trở nên thông minh hơn bá 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 hắn vừa dứt lời bốn đạo thân ảnh phi thân đến bao vây tô bắc thần bốn người này đều là võ giả hoàng cấp chín đoạn võ giả thiên địa huyền hoàng mỗi một cấp bậc có chín đẳng cấp muốn trở thành võ giả không dễ dàng muốn đạt tới hoàng cấp đỉnh phong vạn dặm mới tìm được một càng không dễ dàng mà trước mắt thoáng cái đã có bốn người nhảy ra không thể không nói thái độ và kiên quyết muốn giết hắn của tô bắc liệt phải biết rằng tô bắc liệt còn không biết nội tình của hắn theo lý thuyết ở trong mắt người trước hắn chỉ là một người bình thường mà thôi vì một người bình thường như hắn trực tiếp xuất động bốn võ giả hoàng cấp đỉnh phong đây là một chút đường sống cũng không muốn giữ lại cho hắn Biến mất 4 năm, biến mất liền biến mất, Tô Bắc Thần, người chết ở bên ngoài không tốt sao. Còn trở về làm gì, cứ muốn ép ta tự mình động thủ. Tô Bắc Liệt giờ phút này, tựa như đổi thành một người khác, giống như một con giã thú giết gào, mặt mũi dữ tợn, không còn là huynh trưởng trong trí nhớ của Tô Bắc Thần kia. Người có biết ta phí bao nhiêu cố gắng mới đưa Tô ra đến được ngày hôm nay hay không, nhưng mà... Cái lão cha ngu xuẩn kia của ngươi vì tìm ngươi, nguyện ý dâng ra 2 phần 3 lão mụ ngu xuẩn lại vì ngươi đối nghịch với đường ra còn cho ta một bà tai bảo ta quỳ ba ngày ba đêm chỉ vì ngươi là thân sinh ta là nhặt được sao những thù này tô bắc liệt đều tính ở trên người tô bắc thần tô bắc thần nhìn người đã từng là huynh trưởng trong mắt lộ vẻ thất vọng trong thất vọng lại mang theo một chút bi ai đổi lại là ngươi biến mất ta tin tưởng ra ra cùng phụ thân cũng sẽ dốc hết toàn lực đi tìm ngươi tô bắc thần cũng không có nói lung tung Năm 14 tuổi, Gia Gia và phụ thân đã nói chuyện với hắn. Nói cho hắn biết, tương lai Tô Gia, nếu như phụ thân và Gia Gia về hưu, hắn chỉ có thể đạt được một phần ba tài sản, còn lại, một bộ phận sẽ cho muội muội Tô Yên, một bộ phận khác là cho Tô Bắc Liệt. Thậm chí, Tô Bắc Liệt thân là đại ca, hơn nữa từ nhỏ thông minh, phụ thân và Gia Gia còn nói phải cho hắn nhiều một chút, giao phần lớn xí nghiệp Tô Gia cho hắn quản lý. Thường thường nói cho hắn, huynh trưởng như cha, nhất định phải tôn kính đại ca, bảo vệ muội muội. Những lời này như âm thanh của ngày hôm qua, rõ ràng bên tai. Không ngờ, bốn năm sau, hai huynh đệ lại sẽ xung đột vũ trang. Có một điều ta không hiểu, Tô Bắc Liệt, người đưa ta đến trước mộ phần của gia ra nói bậy một đống, chỉ đơn thuần là vì kéo dài thời gian, chờ bọn họ tới sao. Tô Bắc Thần nhìn thoáng qua bốn tên võ giả, hỏi. Kéo dài thời gian, là một trong số đó đi, Tô Bắc Liệt nói. Còn có hai nguyên nhân khác, thứ nhất, muốn để ngươi nhìn xem tô ra dưới sự dẫn dắt của ta, thực lực hiện giờ tùy tiện có thể gọi tới bốn võ giả, đây là trước kia phụ thân ngươi, dưới sự dẫn dắt của gia gia ngươi, cho tới bây giờ không làm được, tô ra dưới sự dẫn dắt của ta, chỉ có thể đi lên cao hơn, đi được xa hơn. Thứ hai, huynh đệ ta mười mấy năm, duyên phận một hồi, ta muốn đau ngươi, cũng muốn cho ngươi chết rõ ràng, chết an tâm, để ngươi chết ở mộ địa tô ra, đúng không? Lão đệ của ta, chương năm sinh tử cừu địch nói như vậy ngươi vừa mới nói những cái kia đều là thật tô bắc thần thần sắc lãnh đạm hỉ nộ vô hình đại bộ phận đi chỉ có đi cầu đường ra là giả mẹ ngươi và Tô yên nghĩ là đánh lén dùng nhiều tiền mời một đám võ giả tới ta biết kế hoạch của các nàng sớm tiết lộ tin tức cho đường ra hai người các nàng ngu xuẩn chỉ có thể coi ta là đá kê chân cho đường ra nhưng mà nói thật lúc ban đầu ta thật sự muốn báo thù cho ra ra muốn mượn chuyện tiết lộ tin tức tới gần đường ra, tìm kiếm cơ hội, tìm tung tích cha của ngươi. Đáng tiếc, đường ra thật sự cho quá nhiều, ta không cách nào cự tuyệt. Đúng rồi, người cứ yên tâm, tôi yên và mẹ ngươi còn sống, ta không giết các nàng, giữ lại mạng của các nàng, muốn các nàng nhìn kỹ tương lai của tô ra, sau khi ngươi chết, ta sẽ đưa cho cốt của ngươi cho các nàng. Tô Bắc Liệt nói xong, quay người đi ra ngoài mộ địa, đồng thời phất phất tay. Giết! Bốn võ giả nhận được mệnh lệnh, ra tay ngay tại chỗ, bổ nhào về phía Tô Bắc Thần. Tô Bắc Liệt cũng không quay đầu lại rời đi, một người bình thường mà thôi, lần này hắn xuất động bốn tên võ giả, thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu, đánh mũi dùng đại pháo, nếu không phải muốn thực lực tú tú, chứng minh mình không kém bất luận kẻ nào trong Tô ra, hắn cũng lười làm phức tạp như vậy. Phốc, phốc, phía sau truyền đến tiếng máu tươi, Tô Bắc Liệt khóe miệng nhếch lên ý cười, từ nay về sau, Tô ra không còn nam đinh, trăm phần trăm thuộc về hắn. Chỉ là, ý nghĩ này vừa mới hiện lên, đột nhiên, cổ hắn mát lạnh, một thanh kiếm đặt lên vai hắn. Tô Bắc Liệt, cứ như vậy rời đi, không thích hợp a. À. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng truyền đến, cả người Tô Bắc Liệt trong nháy mắt cứng ngắc. Chậm rãi quay đầu, khuôn mặt quen thuộc của Tô Bắc Thần đập vào mi mắt. Mà trên mặt đất cách đó không xa, có bốn người đang nằm. Chính là bốn tên võ giả hoàng cấp chín đoạn. Bốn người đã hoàn toàn không còn khí thức sinh mệnh, dưới thân là một bãi máu tươi giàn ruộng, nhìn mà gây mũi. Làm sao có thể, đồng tử Tô Bắc Liệt bỗng nhiên phóng đại. Không có gì là không thể, nhìn Tô Bắc Liệt, Tô Bắc thần thản nhiên nói. Tô Bắc Liệt, hai người chúng ta từ hôm nay trở đi, cắt tay đoạn nghĩa, sau ngày hôm nay, không còn tình huynh đệ, ngày khác nếu như gặp mặt, người ta chính là sinh tử cựu địch. Dầm, tử thanh kiếm vạch một cái xuống dưới, thổi tóc đứt trực tiếp đem cả cánh tay tô bắc liệt cắt đứt sau đó chậm rãi đi xuống chân núi a à, tô bắc thần người thành cao người giỏi lắm a à, người cắt tay đoạn nghĩa người cắt của ta người tại sao không cắt của ngươi a à, a à, a à, a à, à. tô bắc liệt cụt tay máu tươi chảy dài phát ra tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết hai mắt đỏ bừng giống to tiếng kêu thảm vang vọng đất trời một màn kinh khủng làm đám tiểu lâu la cách đó không xa cũng không dám tới gần sợ chọc giận Tô Bắc Thần, để bọn hắn cũng gặp nạn theo. Phải biết rằng, trong Nghĩa Trang, bốn người chết là võ giả chân chính. Bốn võ giả hoàng cấp đỉnh phong đều chết trong tay Tô Bắc Thần, mà bọn họ chẳng qua chỉ là người bình thường mà thôi. Tô Bắc Thần, Tô Bắc Thần người có gan, có gan thì ngươi đừng đi. Tô Bắc Liệt giống to, khóe mắt như muốn nứt ra. Tô Bắc Thần đang muốn rời đi đột nhiên dừng bước, phòng trở về. Tô Bắc Liệt sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất. Hận không thể tát mình hai cái, không có việc gì lại giả bộ cái gì chứ. Tô Bắc Liệt, nói cho ta biết, mẹ và em gái ta ở nơi nào. Tô Bắc Thần từ trên cao nhìn xuống Tô Bắc Liệt, sắc mặt Tô Bắc Liệt khó coi. Phố Hoa Đô, Học viện Khoa học Nông nghiệp. Phố Hoa Đô, Học viện Khoa học Nông nghiệp, nếu nhớ không lầm, nơi đó là thôn trong thành Kim Lăng, cũng là xóm nghèo trong miệng mọi người, là địa phương loạn nhất Kim Lăng. Mẫu thân và muội muội sinh ra đã được nuông chiều, ở nơi đó nhất định phải chịu đủ khổ cực. Tô Bắc Liệt, ta nói rồi, lần thứ hai gặp mặt, chúng ta chính là sinh tử cựu địch. Oanh, Tô Bắc Thần một cước dẫm lên ngực Tô Bắc Liệt. Rác rác, phốc phốc, âm thanh xương gãy vang lên, ngực Tô Bắc Liệt sụp đổ, xương cốt đâm vào trái tim, ánh mắt đạp một cái, không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm Tô Bắc Thần. Sao không theo sáo lộ ra bài? Sáo lộ đâu? Tên con 18, trả tiền lại. Trong mắt hắn, sinh cơ đã mất hết. Tô Bắc Liệt, chết, hưởng thọ, 24 tuổi. Nhìn thoáng qua người đã từng là huynh trưởng, trong lòng Tô Bắc Thần ít nhiều vẫn còn có chút khổ sở. Nhưng, hắn ta không hối hận. Phải biết, nếu như Tô Bắc Thần không đủ mạnh, giờ phút này ngã trên mặt đất chính là hắn, mà không phải Tô Bắc Liệt. Trong các ngươi có người đường ra không? Tô Bắc Thần quét về phía nơi xa, hơn 100 bảo vệ đã sớm bị dọa sợ, sợ đến không dám nhúc nhích. Nói cho đường ra, chuẩn bị sẵn sàng. Tô bác thần ta, sẽ chọn ngày tới cửa, vấn trách đường ra. Nói xong, quay người rời đi, về phần các bảo an, không ai đuổi theo, càng không có ai cản. Bọn họ chỉ là bảo tiêu cầm tiền lương chết, mà tô bác thần muốn mạng. Không đáng sông lên chịu chết, đưa mắt nhìn tô bác thần rời đi, lúc này, một vệ sĩ rốt cục run lẩy bẩy cầm điện thoại lên thông báo cho những người khác. Đại khái chừng 5 phút đồng hồ, một chiếc xe dừng trước lăng viên tô ra, trên xe, một nữ nhân bước xuống. Nữ nhân khoảng 3, 40 tuổi, một thân danh bài, đeo kính dâm, sau khi xuống xe quỷ gối trước người Tô Bắc Liệt. Ông xã, lão công, đường Ngọc Ta, nhất định phải báo thù cho ngươi. Nàng nghiêm nghị gào thét, nhìn máu tươi cùng cánh tay trên mặt đất, sắc mặt cực độ. Cùng lúc đó, Tô Bắc Thần đang ngửa kiếm chạy về phía đường Hoa Đô. Hắn bay không cao, cũng chỉ khoảng 1.000 mét. Trên đường, hắn chợt nghe có người kêu cứu, lúc này mở ra đồng thuật hướng phía dưới quét tới. Đây là, Tô Yên, hỗn đản, dám khi nhục muội muội ta. Ánh mắt Tô Bắc Thần đột nhiên ngưng lại, giận dữ muốn điên, cấp tốc lao xuống phía dưới. Vốn dĩ hắn chỉ muốn xem xem chuyện gì đã xảy ra, có nên ra tay tương trợ hay không, không ngờ không nhìn không sao, vừa nhìn hắn đã thấy em gái của mình, Tô Yên. Tiểu Mỹ Nữ, hắc hắc, hôm nay lão tử rốt cuộc đem người tới tay. Trên một con đường hoang dã không người, có một chiếc xe tải đậu đậu. Bên ngoài xe tải có hai người đang canh chừng. Tô Yên bị trói ở ghế sau, bộ dáng 18-19 tuổi, thanh xuân tịnh lệ, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng mắt của nàng lại bị biến mắt cản lại. Trước người nàng có một tên lưu manh xăm hoa tay, mặt mũi tràn đầy nụ cười gian, hơn 30 tuổi. Hắn hút thuốc, phun một hơi khói lên mặt nữ tử, say mê nhìn khuôn mặt thanh thuần kia nuốt nước miếng. Thật mẹ nó xinh đẹp, chật chật. Ngươi là ai, thả ta ra cứu mạng, cứu mạng. Tô Yên không ngừng giấy ruộng, đáng tiếc sự giấy ruộng của nàng ta cũng vô dụng, ngược lại còn kích thích sự hưng phấn của chàng trai hoa tí kia. Người hô, nơi này là vùng ngoại ô, chu vi mười dặm đều không có người, người hô rách cổ họng cũng không có người sẽ tới cứu ngươi, ha ha ha, mau kêu, gọi thêm hai tiếng, lão tử liền thích loại nữ nhân giấy ruộng như ngươi, giấy ruộng càng lợi hại, lão tử càng thoải mái. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube kho chuyện chung, Nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 6, tên cặn bã, nước mắt Tô Yên chảy xuôi xuống từ dưới bịt mắt, sợ hãi và tuyệt vọng nói ra ngoài, bối rối dẫy dụa. Các ngươi là ai, thả ta ra, ta là sinh viên Đại học Kim Lăng, nếu ta xảy ra chuyện, trường học nhất định sẽ nghiêm tra đến cùng. Cha, tùy tiện cha, lão tử sẽ sợ cái này sao? chat nam tử cánh hoa tát một bà tai vào mặt Tô Yên, lão tử ghét nhất người khác uy hiếp ta mẹ nó hiện tại lão tử liền cho ngươi biết cái gì gọi là nghiêm cấm đến cùng hắn nói xong liền muốn đưa bàn tay ướp muối về phía ngực tô yên hỗn đản đều chết cho ta đúng lúc này một tiếng quát chói tai truyền đến tô bắc thần đến rồi ngựa kiếm mà đến không có dư thừa lời nói nhảm hai bàn tay lập tức quất về phía người canh giữ ở ngoài xe bành bành hai người bị đánh nổ tại chỗ tiếp theo một tay kéo cả cửa xe, nam nhân cánh tay hoa văn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tô bác thần đã xách hắn lên, hung hăng ném ra ngoài xe, trực tiếp ngã thành cặn bã. Đi, tiếp theo, hai ngón tay tô bác thần tế ra một tấm bùa chú, bùa chú rơi xuống đất, ngọn lửa màu lam lóe lên rồi biến mất, vết cháy của ba người chết trên mặt đất lập tức bị đốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm xong tất cả những chuyện này, tô bác thần có chút choáng váng, sắc mặt hơi trắng, mơ hồ có mồ hôi lạnh tràn ra cũng không phải bởi vì giết chết ba người kia, mà là tác dụng phụ khi sử dụng đồng thuật quá lớn, mỗi một lần thi triển đồng thuật đều cần tiêu hao tinh thần lực to lớn, huống chi hắn vẫn ở trên không trung ngàn mét. Yên nhi, con sao rồi? Tô bác thần chịu đựng khó chịu, giúp tô yên cởi trói buộc và bịt mắt. Người tránh ra, người đừng đụng vào ta, ta muốn báo cảnh sát. Gần như đồng thời, tô yên một tay đẩy tô bác thần ra, nhắm mắt quyền đấm cước đá hắn. Tiểu muội, yên nhi, người cút đi ta dù chết cũng sẽ không để cho ngươi đụng tô bắc thần kêu liền mấy tiếng tô yên vẫn phản kháng theo ý mình hắn dứt khoát lớn tiếng nói tô yên là ta người mở mắt ra nhìn xem ta là tô bắc thần ca ngươi tô bắc thần hắn giống lên tô yên lập tức như dừng lại mở mắt ra một đôi mắt trong veo không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm tô bắc thần ca thật thật là huynh chữa tốt một lát nàng mới có chút hồ nghi hỏi là ta yên nhi ca đã trở về. Tô Bắc Thần vừa cười vừa nói, ngươi nhìn kỹ một chút, thật sự là ta. Thật sự là ngươi, ca, thật sự là ngươi. Tô Yên nhìn một lúc lâu, từ ngũ quan, giữa lông mày rốt cuộc xác định là ca ca bốn năm trước đột nhiên biến mất. Nàng ta lập tức giống như tìm được chỗ phát tiết tâm tình, nhào về phía Tô Bắc Thần, ôm chặt lấy hắn. Có câu nói rất hay, nữ người tám biến, càng biến càng đẹp, năm đó Tô Bắc Thần rời đi, Tô Yên mới 14 tuổi, bây giờ vừa vặn 18 tuổi, nữ nhân tuổi tốt nhất, nàng ôm tô bác thần như vậy, tô bác thần có chút không biết làm sao trong chốc lát. Cũng may, tô yên và huynh trưởng tô bác liệt đều là cha mẹ tô bác thần nhặt về nuôi dưỡng hài tử, cũng không phải là huynh muội ruột thịt. Yên nhi, còn khá hơn chút nào chưa, ta sắp không thở nổi. Tô bác thần bất đắc dĩ nói, ca, tô yên lúc này mới buông hắn ra, ca, sao ca lại ở đây, bọn họ đâu, bọn họ trong miệng nàng, tự nhiên là người bắt nàng tới. Bọn họ bị ta đuổi về nhà." Tô Bắc Thần cười nói, "Ta trùng hợp về nhà gặp được ngươi, Yên Nhi, bắt những người kia là chuyện gì xảy ra?" "Không biết." Tô Yên lắc đầu, "Ta không thấy rõ dáng vẻ của bọn họ, trên đường tan học về nhà đã bị bắt tới." "Bắc Thần ca ca, mấy năm này ngươi đi đâu?" Nói ra rất dài dòng, "4 năm này." Tô Bắc Thần vừa muốn nói chuyện tu tiên, điện thoại của Tô Yên đột nhiên vang lên. "Là mẹ." Tô Yên nhận điện thoại, "Mẹ, Yên Nhi." Sao còn chưa về nhà? Mau trở về, hôm nay là sinh nhật thần ca của ngươi, ta chuẩn bị rất nhiều đồ ngươi và hắn thích ăn." Giọng nói quen thuộc truyền ra từ trong điện thoại, trong lòng Tô Bắc thần căng thẳng. Từ âm thanh không khó để đoán ra mẹ mình có chút tang thương. "Mẹ, con lập tức về nhà." Tô Yên không nói chuyện bị bắt cóc, mà nói, "Mẹ, lát nữa con về nhà cho mẹ một bất ngờ lớn." Nói xong, cô liền cúp điện thoại, mở ra hướng dẫn xác định vị trí của mình sau đó nói ca ca đi chúng ta về nhà mẹ nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ được tô bắc thần cũng sớm muốn trở về hắn chỉ lấy xe tải của ba tên lưu manh đi theo hướng dẫn của tô yên ca ngươi nói mẹ nhìn thấy ngươi sẽ có tâm tình gì không biết tô bắc thần nhu hòa nói đại khái cùng tâm tình ta không sai biệt lắm không bao lâu sau đến rồi tô yên và tô bắc thần xuống xe đập vào mắt là một con đường cũ nát cùng nhà triệt nhỏ trong con đường, xem ra hẳn là vùng ngoại ô Kim Lăng, Tô Yên kéo Tô Bắc Thần vào một khu nhà cũ cao 6 tầng lầu, trèo lên tầng 7, thuần thục lấy ra chìa khóa mở cửa. Nhà tuy cũ, nhưng bên trong lại sạch sẽ, rất sạch sẽ, mặt đất không có một chút cho bụi. Trong phòng khách, một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề, đang bưng một mâm thức ăn từ phòng bếp đi ra, đặt lên trên bàn cơm, bàn ăn bày đầy một bàn thức ăn. Khuôn mặt phụ nữ có mấy phần tương tự với Tô Bắc Thần, chính là mẫu thân của hắn, Tống Phương Linh. Mái tóc dài của nàng búi lên kiểu tóc mộc mạc, phóng tầm mắt nhìn lại, lại không có một sợi nào là đen, tất cả đều là bông tuyết trắng bạc, làn da lộ ra vẻ già nua, trong đôi mắt kia có mấy phần mỏi mệt, hai tay che kín vết chai, rõ ràng chỉ có bốn mươi mấy tuổi, nhìn qua lại không khác gì nữ nhân năm mươi mấy tuổi. Rất khó tưởng tượng năm đó mẫu thân tóc đen, đến tột cùng trải qua thống khổ cỡ nào mới trở nên đầu đầy tuyết trắng như bây giờ. Yên nhi, về rồi sao? Nhìn thấy Tô Yên, Tống Phương Linh nói, "Mau vào đi, cơm nước xong rồi mẹ phải đi làm, sắp không kịp nữa rồi, bánh ngọt năm nay đều quên mua cho anh của cậu rồi." Tô Bắc Thần cay cay mũi, từ trong lời nói của mẹ không khó nghe ra, mỗi năm bà đều tổ chức sinh nhật cho mình. "Mẹ, bánh ngọt năm nay mẹ thật sự nên mua, mẹ xem thử, ai trở về." Tô Yên tránh ra, kéo Tô Bắc Thần đến phía trước. Trong nháy mắt, Tống Phương Linh cứng đờ tại chỗ con mắt gần như không rời khỏi Tô Bắc Thần được. Không ai hiểu con bằng mẹ, người khác có lẽ không nhận ra Tô Bắc Thần, nhưng nàng Vĩnh Viễn không có khả năng nhận ra, khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bắc Thần, liền có 10 phần nắm chắc, người trước mắt chính là nhi tử nàng tìm kiếm khổ sở 4 năm. Không có gì khác, chỉ vì bộ dáng của Tô Bắc Thần từng vô số ngày đêm hiện lên trong đầu nàng, nàng càng không biết bao nhiêu lần mơ thấy con trai của mình. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Nước mắt Tống Phương Linh đảo quanh mặc dù biết là tô bắc thần nhưng nàng vẫn có chút co quắp tô bắc thần đi qua nhìn mẹ mẹ là con con là bắc thần tiểu thần thật sự là ngươi tiểu thần ngươi đã trở về tống phương linh nhìn tô bắc thần mừng rỡ nước mắt tràn mi mẹ đang nằm mơ sao tiểu thần nếu như là mộng lần này chậm một chút rồi đi được không mẹ không phải mơ đây đều là thật tô bắc thần nắm tay mẹ bởi vì mệt nhọc mà trở nên thô giáp mẹ con về rồi. chương 7, người không quỳ, giết không tha. Mẹ, thật sự là bác thần ca ca. Tô Yên cũng gật đầu thật mạnh, là bác thần ca ca đã trở về. Tống phương linh lệ nóng lưu động, tựa hồ sợ là mộng cảnh, hung hăng véo mình một cái, xác định không phải nằm mơ, một tay ôm tô bác thần và tô Yên vào trong ngực khóc lớn. Tiểu thần, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Yên nhi, hắn thật sự là ca ca của con, thật sự là ca của con. Tống Phương Linh không ngừng lặp lại lời nói tương tự, thật lâu sau mới buông Tô Yên và Tô Bắc Thần ra. Nàng thật cao hứng, đây là chuyện khiến nàng cao hứng nhất trong mấy năm gần đây. Nhanh, Bắc Thần, hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của con, mau ngồi xuống, mẹ sẽ mua bánh ngọt cho con ngay. Tống Phương Linh cởi tạp dề định ra ngoài, Tô Bắc Thần khuyên cũng khuyên không được, đành phải đi cùng nàng. Chúc người sinh nhật vui vẻ, chúc người sinh nhật vui vẻ. Ba người ngồi vây quanh một chỗ, trong miệng hát bài hát sinh nhật vui vẻ, hòa thuận mà bình thường. Tô Bắc Thần tạm thời không có nhắc tới chuyện của Gia Gia, phụ thân và Tô Bắc Liệt, loại thời điểm này đi nhắc tới những chuyện không hợp thời này, không chỉ là hắn, Tô Yên và Tống Phương Linh cũng không đề cập tới một chữ, ba người đều hưởng thụ bầu không khí hài hòa trước mắt. Thẳng đến ăn cơm xong, rửa bát, Tống Phương Linh liên tục cân nhắc, do dự mới nói. Bắc Thần, có chuyện, mẹ muốn nói cho con, ông nội con và. Mẹ, con đã biết, con đã đi qua Tô gia, gặp qua Tô Bắc Liệt. Tô Bắc Thần cắt ngang lời Mẫu thân, cũng nói sơ qua những lời Tô Bắc Liệt nói, sau đó, bịch một tiếng quỳ gối trước người Mẫu thân. "Mẹ, thật xin lỗi, con trở về quá muộn, để mẹ chịu khổ." "Tiểu Thần, mau đứng lên." Tống Phương Linh đỡ Tô Bắc Thần dậy. "Không muộn, không muộn, chỉ cần trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, hết thảy cũng không trách ngươi, không trách ngươi, không phải bởi vì ngươi biến mất đường ra mới động thủ." chẳng qua là ngươi rời đi, vừa vặn trở thành cảm bẫy ngụy trang cho bọn họ. Tô Bắc Liệt không làm hại ngươi chứ? Tống Phương Linh lo lắng đánh giá thân thể Tô Bắc Thần, xác định Tô Bắc Thần không có bị thương gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tô Bắc Liệt còn có chút lương tâm, không có ra tay với ngươi, từ sau khi ra ra ngươi và phụ thân ngươi chết, hắn liền thay đổi, trở nên ngang ngược cản rỡ, vì nịnh bợ đường ra, hắn còn cưới nữ nhi đường Viễn Sơn sắp 40 tuổi làm lão bà, thông qua thủ đoạn xảo thủ hào đoạt, cướp đi hết thải tô ra. Nhắc tới tô Bắc Liệt, Tống Phương Linh tràn đầy thở dài. Khi còn bé thông minh như vậy, một đứa bé đáng yêu, vẻn vẹn chỉ mấy năm liền phát sinh thiên đại chuyển biến. Mẹ, hắn trong xương cốt chính là loại người này, chỉ là trước kia không có cơ hội mà thôi. Từ khi tô Bắc Liệt gọi bốn võ giả tới muốn giết hắn, tô Bắc Thần đã hoàn toàn nhìn thấu. Tất cả của tô Gia, ta đều sẽ cầm về. Tiểu thần, người và Yên Nhi mới là tài phú lớn nhất của mẫu thân, chỉ cần hai người các ngươi không có việc gì mạnh khỏe ta đã biết đủ tô ra những vật kia đưa cho tô bắc liệt thì sao tống phương linh mặt mũi tràn đầy từ ái một tay kéo tô bắc thần một tay kéo tô yên tất cả mọi thứ của tô ra nàng làm sao không muốn cầm về chỉ là so sánh với những thứ kia tô bắc thần và tô yên đối với nàng mà nói càng quan trọng càng trân quý hơn đúng rồi bắc thần ca ca bốn năm này rốt cuộc ngươi đi đâu sao chúng ta vô luận như thế nào cũng không tìm được ngươi lúc này tô yên hỏi nói rất dài dòng đơn giản mà nói bốn năm trước ta đang cùng hảo huynh đệ ăn lẩu hát ca một lão đầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta mang ta mang đi đưa lên núi nói ta là thiên tài tu tiên vạn người có một nhất định phải để cho ta tu tiên tu tiên tô yên cười khanh khách không ngừng bác thần ca ca người nói đùa gì vậy trên đời này nào có thần tiên gì ngươi xem những võ giả cường đại kia mạnh như vậy, còn không dám nói mình là tiên đâu. Mặc kệ người bốn năm qua làm cái gì, mẹ nhìn ra được người chịu rất nhiều khổ. Mẹ con liên tâm, Tống Phương Linh vừa nhìn đã biết mấy năm nay Tô Bác Thần không ít chịu khổ. Nếu ngươi sợ chúng ta lo lắng, không muốn nói, vậy không nói, không sao, đều qua rồi. Tô Bác Thần vừa muốn chứng minh bản thân, đột nhiên, mẹ ho khan kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ sắp ho ra phổi, vô cùng thống khổ, Tô Bác Thần vội vàng vỗ lưng hỏi mẹ chuyện gì xảy ra không có chuyện gì bệnh vật mà thôi tống phương linh khoát khoát tay ra hiệu tô bắc thần không cần lo lắng mặc dù tô bắc thần có chút suy yếu nhưng vẫn mở ra đồng thuật xuyên thấu qua da thịt xương cốt quan sát tình trạng thân thể của mẹ không nhìn không sao vừa nhìn liền giật mình phổi mẹ cô lại xuất hiện triệu chứng ung thư ung thư phổi hơn nữa đã là trung kỳ mẹ mẹ đã kiểm tra thân thể chưa tô bắc thần quan tâm hỏi không có không có gì phải kiểm tra thân thể này của ta rất tốt có thể có vấn đề gì tống phương linh cười nói được rồi thời gian không còn sớm tôi còn phải đi làm em gái cũng phải đi học trước tiên cậu ở nhà ngoan ngoãn ở lại hoặc là đến gần đó làm quen 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 buổi tối mẹ tan tầm dẫn cậu đi mua chút đồ dùng sinh hoạt đúng rồi tiểu thần cậu có điện thoại không chúng ta để lại số cho nhau có tô bắc thần cười nói ba tháng tới cửa con rể không có uổng phí ít nhất thân tiểu mị mua cho hắn một bộ phím bấm máy giả. Chờ mẹ cùng tiểu muội ra ngoài, tô bác thần gần như không do dự, đi thẳng đến đường ra, tiếp theo hắn phải làm ba chuyện. Thứ nhất, giúp mẫu thân chữa bệnh. Thứ hai, đến nhà kỹ nữ thân tiểu mị đón dì Lưu, báo đáp ân tình Lưu Di đã chiếu cố nửa năm qua. Thứ ba, là đi đường ra, so sánh ra, chuyện của đường ra là quan trọng nhất. Hơn nữa, gia tộc này hùng cứ kim lăng, nếu như không đem chuyện này giải quyết, không chừng bọn họ sẽ tìm đến trên đầu mẹ cùng muội muội hắn phải chủ động tới cửa vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn cùng lúc đó sơn trang đường ra toàn bộ sơn trang từ trên xuống dưới một mảnh nghiêm túc hội tụ ngàn người không có gì khác chỉ vì đường lão gia tử con rể đường viễn sơn nanh vuốt mà đường viễn sơn trọng dụng nhất tô bắc liệt đã chết cơ hồ tất cả nhân vật trọng yếu đều bị triệu tập mà hội hội tụ phòng nghị sự đường ra ở giữa phòng nghị sự bày biện thi thể của Tô Bắc Liệt, cùng với bốn tên võ giả hoàng cấp đỉnh phong. Phía sau thi thể có hơn 100 người đang quỳ. Những người này đều là từ Tô ra tới, tận mắt chứng kiến Tô Bắc Liệt chết. Hai bên phòng nghị sự là từng nhân vật trọng yếu của đường ra. Bao gồm cả vợ của Tô Bắc Liệt, đường Ngọc, sắc mặt của từng người đều vô cùng nghiêm trọng, khó coi. Cha, tiểu tử kia đang đánh mặt đường ra chúng ta, thù này nhất định phải báo, Bắc Liệt không thể chết vô ích đường ngọc lớn tiếng gào thét, tức giận nói rõ. Cầm miệng, đường viễn sơn phất phất tay, nhìn về phía thầy thuốc đường ra đang kiểm tra thương thế của mấy người tô bắc liệt. Thế nào, ngươi làm sao phán đoán? Từ vết thương mà phán đoán, trừ tô bắc liệt ra, tất cả đều là trực tiếp bị đánh nổ trái tim, một kích mất mạng. Thầy thuốc chậm rãi nói, người ra tay, rất mạnh. Không cần hắn nói, đường viễn sơn cũng biết. Bốn võ giả kia là hắn tự mình phái đi, cơ hồ là lực lượng trung kiên của đường ra, võ giả hoàng cấp đỉnh phong, hàng năm cái gì cũng không làm liền có thể hưởng thụ 5 triệu lương bổng, có thể đem bọn họ giết chết, tuyệt đối không phải là yếu gà. Tô Bắc Thần, người đã biến mất 4 năm trước của Tô ra sao? Đường Viễn Sơn 65 tuổi, tinh thần khỏe mạnh, thân thể cường tráng, giống như đế vương nhìn xuống hơn 100 người đang quỷ phía dưới. Hắn chỉ giết Tô Bắc Liệt thôi sao? Có nói gì hay không? Có, thủ lĩnh trong đám vệ sĩ nói gia chủ hắn còn nói để đường ra chuẩn bị sẵn sàng tô bắc thần hắn sẽ chọn ngày tới cửa trách cứ đường ra hừ hắn thật to gan giết người đường ra ta còn dám tự mình tới cửa lúc này chấp sự đường ra đường sơn đứng lên chờ lệnh nói gia chủ xin cho phép ta dẫn người bắt hắn trở về để hắn quỳ xuống đất thỉnh tội đường ra ta nhiều năm chưa từng xuất thủ thật sự coi là đường ra ta mặc người ức hiếp không cần các ngươi ra tay ta đến rồi người này vừa dứt lời đột nhiên trong thiên địa truyền đến một đạo thanh âm phiêu phiêu đáng đáng ngay sau đó rõ ràng có thể thấy được một thanh kiếm xuyên qua đường ra sơn môn oanh trong khoảnh khắc sơn môn đường ra nổ tung sụp đổ hóa thành bột mịn cùng lúc đó một bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống bành một tiếng rơi vào trên quảng trường bên ngoài phòng nghị sự đường ra tô gia tô bắc thần vấn tội đường ra hai tay tô bắc thần đút túi từng bước một đi đến phòng nghị sự đường ra, tự phục vụ tử thanh kiếm bay trở về trong tay hắn. Từ giờ trở đi, đường ra, tất cả mọi người quỳ xuống cho ta, tế ra ra ta trên trời có linh thiêng, kẻ nào không quỳ, giết không tha. chương 8, Thế Lôi Đình, chọn ngày không bằng đụng ngày. Trong lòng Tô Bắc Thần có giận, vừa nghĩ tới ra ra, phụ thân bởi vì tìm hắn bị người lừa gạt, vừa chết vừa biến mất, đó là lửa giận khó tiêu. Người không quỳ, giết không tha, tiếng như sấm sét rung động toàn bộ đường ra. Giờ phút này, đường ra mộng hoàn toàn không ngờ Tô Bắc Thần lại tìm tới cửa nhanh như vậy. Không phải đã nói là chọn ngày tốt sao? 10 phút trước bọn họ mới biết Tô Bắc liệt chết, 10 phút sau Tô Bắc Thần liền giết tới cửa, đây là cái quỷ gì chọn ngày? Nhưng, đường ra có thể đi tới hôm nay, cũng không phải hạng người bình thường gì. Huống chi, giờ phút này 90% nhân vật trọng yếu của đường ra đều hội tụ ở đây. Sau khi choáng váng ngắn ngủi, liền lấy lại tinh thần. Chát, chấp sự đường ra đường sơn trong giận dữ, bàn tay hung hăng đập vang ghế dựa, chấn vỡ ghế dựa, mượn lực bay lên, rơi xuống trên vai mọi người ngoài cửa, lại mượn lực bay lên, bổ nhào về phía tô bắc thần. Tiểu tử, không ngờ ngươi thật sự dám đến, đường ra sơn môn, há lại để ngươi dễ dàng xông đến, hôm nay lão phu sẽ tiến ngươi lên đường. Oanh, tính tình đường sơn nóng này, không có nửa điểm nói nhảm, một trường đánh tới thiên linh cái của tô bắc thần muốn chết, ánh mắt tô bác thần lạnh lẽo, cũng tát ra một cái, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta giận sôi đi sau mà đến trước. Bành, đường sơn còn chưa lấy lại tinh thần, đã biến thành một đám xương máu quanh quẩn giữa không chung. Người đâu, con người của tất cả mọi người đường ra ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn huyết phụ kia, lặng ngắt như tờ, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Một người đang yên đang lành, làm sao lại biến thành xương máu? Rất đột nhiên, một giây không quỳ, ta liền giết một người. Tô Bắc Thần dùng thực lực giải đáp nghi hoặc thay bọn họ. Liên tục tát mấy cái, nhất thời, giống như một khẩu đại pháo được khiêng vào nhà trẻ, hoàn toàn là tàn sát nghiền ép, một tát một tiểu bằng hiếu, từng đoàn huyết vụ nổ tung giữa không chung, máu tươi gai mũi. Quỳ hay không, quỳ hay không, bành bành bành. Tô Bắc Thần ra tay siêu ác, không động thì thôi, động thì như lôi đình, trong giây lát đã mười mấy người bị đập đến ngay cả cạn bá cũng không còn, bọn họ ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có sao lại như vậy ngoà tào chuyện này a à, mụ mụ ta muốn về nhà sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi mọi người rốt cuộc lấy lại tinh thần từng tiếng kêu cha gọi mẹ vang lên dọa đến sắc mặt tái nhợt hai chân run rẩy phàm là không muốn chết trực tiếp quỳ trên mặt đất dừng tay tiểu tử dừng tay cho ta đường ra lại có ba người ra tay ba người này đều là cao thủ võ đạo võ giả thiên cấp cùng nhau hành động ngăn cản Tô Bắc Thần. Nhưng mà, kết cục không khác gì đường Trung Sơn, ra sân không đến 5 giây đã lĩnh cơm hộp. Đường ra sơn trang ngàn người, toàn bộ bị dọa tiểu ra quần. Trực tiếp quỳ xuống, bịch bịch bịch, bịch, lúc này, ngu mới nhìn không ra thế cục, phàm là có đầu óc, trực tiếp quỳ xuống đất. Tô Bắc Thần từng bước một đi về phía trước, đến mức không người không quỳ. Mãi đến khi hắn đi tới phòng nghị sự đường ra, trong phòng nghị sự còn không đến 10 người sắc mặt từng người đều tái nhợt miệng đắng lưỡi khô bành tô bắc thần bước một chân vào phòng nghị sự toàn bộ phòng nghị sự đều vì đó chấn động bịch đường ngọc lúc trước thể phải báo thù cho tô bắc liệt là người đầu tiên quỳ xuống đúng quần đều ướt các lãnh đạo của đường ra toàn bộ hai chân như nhũn ra quỳ xuống đường viễn sơn ngồi ở trên cùng sắc mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc trong ánh mắt không còn cao cao tại thượng như lúc họp chỉ còn lại sợ hãi sợ hãi Toàn bộ con người đều đang run rẩy. Sống 65 năm, hắn sóng to gió lớn gì chưa thấy qua. Nhưng, chỉ chưa từng thấy qua tình cảnh như ngày hôm nay. Quá kinh khủng, một người một kiếm quét ngang đường ra. Trên dưới đường ra, lại không một ai có thể địch nổi. Hắn chưa từng thấy người trẻ tuổi tàn nhẫn, quyết đoán như vậy, đơn giản giết người không chớp mắt, hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội nào, bá đạo, kiêu ngạo, cuồng đến mức tận cùng, không dựa theo hắn nói làm liền phải chết. Người này, quả thực là một diêm vương, là một ma đầu. Ba phút, từ khi hắn xuất hiện đến bây giờ, đại khái cũng chỉ ba phút kha. Ba phút trước hắn còn đang suy nghĩ làm sao để trấn áp Tô Bắc Thần. Nhưng mà, hiện tại Tô Bắc Thần lại làm cho cả đường ra từ trên xuống dưới ngàn người quỳ xuống đất, thở mạnh cũng không dám. Nếu như chàng diện này diễn ra vào ba phút trước, hắn chính là nằm mơ, chính là cắn thuốc cắn ra ảo giác, cũng tuyệt đối không dám tưởng tượng cảnh tượng trước mắt đường ra hắn, thế nhưng là một trong sáu đại gia tộc Kim Lăng A. Mặc dù chỉ là xếp hạng thứ sáu, nhưng đó cũng là đại gia tộc có thể ảnh hưởng Kim Lăng phát triển. Gia tộc, doanh nghiệp vượt qua 99% Kim Lăng. Oanh, Tô Bắc Thần một chân khác bước vào phòng nghị sự. Đại sảnh lại đột nhiên run lên. Đường Viễn Sơn rốt cục từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Lúc này hắn, mặt mũi đã đầy mồ hôi lạnh, không hề nghĩ ngợi liền quỳ trên mặt đất. Tô Bắc, Đường Viễn Sơn cung nghênh Tô Công Tử đến đường ra. Đường ra ra chủ đường Viễn Sơn, đại lão thân gia ngàn ức, sợ tới mức đầu lưỡi đều vuốt không thẳng, run lẩy bẩy. Rất tốt, giọng nói Tô Bác Thần lạnh lẽo, dập đầu với ra ra ta, kẻ nào không dập đầu, quy củ cũ, chết. Nhất khấu đầu, bành, đường ra ngàn người, cùng nhau dập đầu. Hai khấu đầu, bành, ba dập đầu. Bành, đường ra không dám không theo. Ra ra, thù của người, Tôn Nhi sẽ báo giúp người, Bất kể là ai hại chết người, con chắc chắn sẽ khiến người phải trả giá bằng máu Tô bác thần hướng phương hướng ngộ huyệt của ông nội thì thào tự nói Sau đó, từng bước một đi lên chủ vị đường ra, vị trí nguyên bản thuộc về đường Viễn Sơn, thản nhiên ngồi xuống Tô bác thần ta, từ trước đến nay là người giảng đạo lý, các người đã quỳ, khấu, vậy thì tạm thời, tha cho các người một mạng Trong khi nói chuyện, một cước đạp đường Viễn Sơn từ trên bậc thang đi xuống đường viễn sơn lập tức cảm giác lục phủ ngũ tạng run rẩy dữ dội phun ra một ngụm máu cái này mà ngươi gọi là giảng đạo lý vừa lên đã giết chết nhiều người như vậy bộ dáng giống như là giảng đạo lý sao mục đích ta đến đường ra chắc hẳn các ngươi rất rõ ràng cháu của tô bắc thần tô ngọc hằng ta con của tô bách chiến muốn hỏi các ngươi một chút lúc trước là ai lấy danh nghĩa tin tức của ta hẹn ra ra phụ thân ta ra ngoài là ai giết ra ra của ta phụ thân ta, bây giờ ở nơi nào? Tô, tô công tử, đường viễn sơn run một cái, hắn biết, nếu như tô bác thần không trả lời câu hỏi này, chỉ sợ đường ra bọn họ từ hôm nay trở đi sẽ phải lạnh, cố nén đau đớn vừa mới bị đạp một cước. Tô Ngọc Hằng không phải người tô ra giết, cha người bị người ta mang đi. Hả, ánh mắt tô bác thần run lên, hiển nhiên không tin. Đường Viễn Sơn nhanh chóng lấy ra 200% thành ý. Chuyện 4 năm trước, Chuyện 4 năm trước tuy rằng cùng đường ra có quan hệ, nhưng cũng không phải đường ra chủ đạo. 4 năm trước đường ra ta chính là Kim Lăng lục đại gia tộc, tô gia chỉ là tam lưu gia tộc mà thôi. Căn bản không lọt vào mắt chúng ta, nếu như là mưu đoạt tài sản, hoặc là giết người, trực tiếp tới cửa là được rồi, căn bản không cần thiết lập bẫy. ngươi ngược lại là đem trách nhiệm đẩy đến sạch sẽ. Tô Bắc Thần thản nhiên nói, ý của ngươi là nói không liên quan đến các ngươi, vậy ngươi nói xem, đến tột cùng là ai? Chương 9, giảng nhảm có tác dụng gì? Tô Bác Thần vừa hỏi vấn đề này. Đám người đường ra toàn bộ cúi đầu, đường Viễn Sơn trong lòng càng là nhảy dựng lên. Mặc dù không phải người đường ra chủ đạo, thế nhưng mà, người chủ đạo, bọn họ cũng không đắc tội nổi. Rốt cuộc có nên nói hay không? Đường Viễn Sơn phát run, bất an, tất cả mọi người đường ra đều nhìn hắn, chờ đợi quyết sách của hắn. Tô Công Tử, do so dự liên tục, cuối cùng, đường Viễn Sơn vẫn mở miệng. Tình thế trước mắt, hắn không thể không nói, người chủ đạo hắn không thể trêu vào, chẳng lẽ Tô Bắc Thần hắn chọc nổi. Từ thủ đoạn của Tô Bắc Thần đến xem, hắn ít nhất cũng là võ giả thiên cấp nhất. 20 tuổi đã là võ giả thiên cấp, hắn không biết 4 năm nay Tô Bắc Thần biến mất suốt cuộc đã trải qua những gì, làm gì, nhưng hắn biết rõ một chuyện, Tô Bắc Thần muốn diệt đường ra bọn họ, dễ như trở bàn tay, ít nhất bây giờ dưới tình huống bọn họ không có chuẩn bị, sẽ không phí nhiều sức. Người kia họ tên là gì, ta không rõ ràng lắm, chỉ biết là. Hắn là Kim Lăng Vương giới thiệu cho ta biết, hứa bỏ nhiều tiền, cưỡng bức dụ dỗ để chúng ta hỗ trợ, ra ra ngài chính là chết ở trong tay Kim Lăng Vương, phụ thân ngài. Đường Viễn Sơn Lâm vào hồi ức, phụ thân ngài bị Kim Lăng Vương mang người bắt đi, mục tiêu chân chính của hắn, chính là phụ thân ngài, năm đó người kia nói hắn không tiện ra mặt, một khi ra mặt, sẽ rút dây động rừng, tô ra tất trốn, đường ra cùng tô ra có hợp tác trên phương diện làm ăn cho nên do đường ra ra mặt càng thích hợp yêu cầu của kim lăng vương chúng ta không dám không nghe theo a từ đầu đến cuối chúng ta chỉ phụ trách hẹn gặp lúc người kia động thủ ta thậm chí cực lực khuyên can nhưng hoàn toàn vô dụng ý của ngươi là có quan hệ với kim lăng vương tô bắc thần hỏi đường viễn sơn không dám trả lời chỉ là quỳ đầu dán trên mặt đất thái độ cho thấy hết thảy kim lăng vương hắn không đắc tội nổi. Vương hầu tướng lĩnh, đại tướng nơi biên cương, chính là nói đến loại người như Kim Lăng Vương. Đại Hán lập quốc tới nay, Kim Lăng Vương nhất tộc chính là hùng cứ nơi này, thâm căn cố đế. Sáu đại gia tộc Kim Lăng, xếp hạng thứ nhất, chính là gia tộc của Kim Lăng Vương, Trần Gia. Trần Gia thế lớn, đường gia không thể so sánh. Tô Bác Thần tự nhiên cũng biết sự khủng bố của Kim Lăng Trần Gia. Người muốn hỏa thủy đông dẫn, Tô Bác Thần nhìn chăm chú đường Viễn Sơn. Không dám, lời ta nói là hoàn toàn chính xác, nếu như có một chữ nói dối, đường viễn sơn ta đoạn tử tuyệt tôn, chết không được tử tế. Đường viễn sơn thấp thỏm lo âu, sợ tô bác thần mất hứng một cái đem hắn biến thành xương máu. Cũng không cần phức tạp như vậy, ta tự có biện pháp phán đoán thật giả. Tô bác thần nâng một bàn tay lên, hô, một cỗ hấp lực tuôn ra, đường viễn sơn vừa bị đá xuống không lâu lại bị sinh sinh hút lên, ngón tay tô bác thần không ngừng vạch qua trên đỉnh đầu hắn, phá vỡ ra thịt của hắn dùng máu của hắn vẽ ra từng đạo phù văn đau quá đau muốn chết a à, đường viễn sơn tê tâm liệt phế kêu to nghe được mà da đầu run lên phải biết bản thân đường viễn sơn chính là võ giả địa cấp mạnh đến mức không hợp thói thường trình độ thân thể cứng rắn chính là một kiếm chém vào trên người hắn hắn cũng chưa chắc có thể cảm giác được đau đớn bao nhiêu nhưng mà tô bắc thần chỉ là vạch nhẹ đầu ngón tay đã để cho hắn đau đến không muốn sống không chỉ thân thể, ngay cả linh hồn, lục phủ ngũ tạng cũng đang run rẩy. Cũng may, thời gian không dài, 30 giây, Tô Bắc Thần dừng lại. Thiên linh cái của đường Viễn Sơn, nhiều ra một đạo phù văn quỷ dị. Phù văn lóe ra huyết sắc quang mang, đường Viễn Sơn chỉ cảm thấy trong chớp mắt, toàn thân đau đớn biến mất, vết thương mới, vết thương cũ, đều đang kỳ quái, nhanh chóng khôi phục, khôi phục. Nhưng mà hắn còn kịp cao hứng, một giây sau thân thể của hắn vậy mà bắt đầu binh giải, dạn nứt, từng vết rách hiển hiện trên người hắn. A, à, thống khổ kinh khủng lại một lần nữa kéo tới, đường viễn sơn đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm. Ước chừng nửa phút, thân thể lại một lần nữa bắt đầu khôi phục, như cứu mạng thần thủy tẩy rửa qua toàn thân, để hắn thống khổ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền ngay cả thiên linh cái phủ văn cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng đường viễn sơn có thể cảm nhận được, phù chú kia chỉ là mặt ngoài biến mất, thực tế vẫn còn. Ừm, người thật sự không có nói dối. Tô bác thần thản nhiên nói, phù văn này của ta tên là sinh tử chú, là một loại khế ước chú ấn, có thể phán đoán tất cả lời nói của ngươi, người dám có một chút lòng ngỗ nghịch với ta, sẽ lập tức tan thành mây khói, đương nhiên. Ta có thể để ngươi sống, cũng có thể để ngươi chết, càng có thể để ngươi sống không bằng chết. Thông qua sinh tử chú, hắn quả thật cảm nhận được lời đường Viễn Sơn nói đều là sự thật. Kim Lăng Vương, Trần Đại Đao, xem ra, hắn không thể không đối đầu với vị đại lão đệ nhất Kim Lăng này. Nếu ra ra cùng phụ thân ta không phải các ngươi động, vậy liền miễn tội chết cho các ngươi, từ hôm nay trở đi, đường viễn sơn ngươi cùng đường ra, chính là nô của ta. Người của đường ra, hôm nay hắn đã giết đủ nhiều, nếu năm đó bọn họ thân bất do kỷ, lại thêm tô bắc thần bây giờ trở về, thế đơn lực bạc, rất nhiều chuyện cần có người hỗ trợ, vậy thì tạm thời thả bọn họ một lần tô bắc thần cong ngón búng ra một viên đan dược từ đầu ngón tay hắn bắn ra lăn vào trong hầu kết đường viễn sơn đường viễn sơn đang suy nghĩ đó là vật gì một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn lan tràn giống như một đám lửa đang cháy hừng hực trải rộng toàn thân của hắn nhưng loại hỏa này cũng không thống khổ ngược lại để cho hắn có chút cảm giác khoan khoái dễ chịu còn không vận chuyển công pháp hấp thu năng lượng đan dược lời nói của tô bắc thần lọt vào trong tai lúc này đường viễn sơn mới phản ứng lại, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp. Bành, bình cảnh khốn hắn nhiều năm thoáng cái đã được gỡ bỏ, cảnh giới võ giả cấp 2 của hắn trong nháy mắt đã buông lỏng. Cảnh giới của đường viễn sơn bắt đầu điên cuồng tăng lên. Cấp 2, cấp 3, tứ cấp, ngũ cấp, cấp 6, cửu cấp, bành, lại là một tiếng vang trầm đục, đường viễn sơn trực tiếp từ trên mặt đất bay lên. Thiên cấp, đường viễn sơn trực tiếp từ võ giả cấp 2 địa giai, đạt tới võ giả thiên giai. Đường ra từ trên xuống dưới cảm nhận được dao động khủng bố, lan tràn kia, trực tiếp đều ngây ngốc, nhìn choáng váng. Phải biết rằng, đường Viễn Sơn bị vây ở cấp 2 cấp địa, đã sắp 5 năm. 5 năm qua, hắn nghĩ hết các loại biện pháp cũng không có cách nào đột phá. Kết quả, tô bác thần một viên đan dược, trực tiếp để hắn đột phá. Hơn nữa đột phá, không chỉ có đột phá, còn trực tiếp một đường làm đến thiên cấp. Mẹ nó! mấy người trong phòng nghị sự đều choáng váng. phảng phất gặp quỷ, điều này đối với bọn họ là trùng kích tâm linh, giống như hoàng hà vỡ đê, biển động cuồn cuộn. Đột phá rồi, ta đến thiên cấp, bản thân đường Viễn Sơn càng là hưng phấn muốn điên, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể bồng bột, hận không thể lập tức đánh chết hai người thử thân thủ một chút. Cũng may, hắn coi như thanh tỉnh, biết rõ hết thảy là chuyện gì xảy ra, cũng có thể cảm giác được trên đỉnh đầu mơ hồ tản ra cảm giác áp bách trước tiên quỳ xuống đất, bành, hai đầu gối hắn nặng nề quỳ trên mặt đất, gia chủ đường ra, đường viễn sơn, từ hôm nay trở đi, nguyện trung thành với tô công tử, nếu như có hai lòng, đường viễn sơn sẽ không được chết tử tế, đoạn tử tuyệt tôn. Tô bác thần cạn lời, có thể đổi lời thoại khác hay không? Ách, một lúc sau, đường viễn sơn cũng không biết nên nói cái gì. Tóm lại, công tử, từ nay về sau, ngài bảo ta đi hướng đông thì ta đi hướng đông, ngài bảo ta đi hướng Bắc thì ta đi hướng Bắc, ngài bảo ta ăn phân, ta tuyệt đối sẽ không đi ăn cơm. Ta hủy sơn môn đường ra ngươi, ngươi có phục hay không? Tô Bắc Thần hỏi, phục, đường viễn sơn vội vàng trả lời. Ta giết người đường ra ngươi, ngươi phục hay không phục? Tô Bắc Thần hỏi hắn, phục, đường viễn sơn không có bất kỳ trần chờ bọn họ đều đáng chết. Từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của ngươi, chủ nhân của đường ra, ngươi phục hay không phục? nô bộc đường viễn sơn bái kiến chủ nhân đường viễn sơn không có trả lời trực tiếp dập đầu tỏ quyết tâm rất tốt tô bắc thần thản nhiên nói nhưng ngươi không cần gọi ta là chủ nhân vẫn cứ gọi ta tô công tử là được vâng công tử nếu như nói trước đó trong lòng đường viễn sơn còn có không phục nghĩ tới sau này nhất định phải dốc hết toàn lực không tiếc tất cả báo thù nhưng bây giờ trong lòng của hắn đã phục một ức báo thù ôm mối thù cái rắm đối mặt với tô bắc thần hắn lấy cái gì để báo thù hơn nữa đối phương còn để hắn một bước lên tới thiên cấp còn vẻn vẹn chỉ là một viên đan dược mà thôi đây nào phải cừu nhân gì rõ ràng chính là ba ba được không đường viễn sơn đã quyết định sau này chính là chó liếm trung thành của tô bắc thần chó săn có thể nói tô bắc thần trước tiên dùng thực lực đánh hắn thậm chí toàn bộ đường ra vào bụi bặm tiếp theo lại bày ra sinh tử chú khống chế tính mệnh của hắn cuối cùng lại cho hắn một viên kẹo dưới sự thi triển ân uy triệt để thu phục hắn. Tô công tử, chuyện của gia gia ngài, thật xin lỗi. Ngài nén bi thương thuận biến, suy nghĩ một chút, đường viễn sơn lại một lần nữa xin lỗi, chuyện này. Đường ra mặc dù không phải là trách nhiệm chính, hơn nữa năm đó cũng coi như là bị ép buộc, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút trách nhiệm. Giảng nhảm có ích lợi gì, tô bác thần đứng dậy, thản nhiên nói, đi, cùng ta đi trần ra kim lăng, để trần đại đao cũng nén bi thương thuận biến. Chương 10 Tuyệt đối không thể, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tô Bắc Thần chưa từng coi mình là tiểu nhân, nhưng hắn cũng quả thật chưa nói tới là quân tử gì, lý niệm của hắn chỉ có một. Báo thù, càng nhanh càng tốt, biết được ra ra chết, phụ thân biến mất có quan hệ với Kim Lăng Vương, hắn không nói hai lời muốn đi đụng Kim Lăng Vương. Công tử, Đường Viễn Sơn thiếu chút nữa bị dọa chết khiếp, vội vàng nói. Công tử, tuyệt đối không thể. Hả? Tô Bắc Thần nhíu mày, Ngươi có ý gì? Công tử, ngày đêm nay không thể đi kim lăng vương phủ. Thứ nhất, vương phủ khác với đường ra chúng ta, vương phủ quanh năm đề phòng nghiêm ngặt, hỏa lực các loại vũ khí nóng lúc nào cũng có thể có. Thứ hai, trần gia cường giả như mây, ngài tuy rằng thủ đoạn thông thiên, lại trần gia cường giả cùng vũ khí nóng của oanh, chưa chắc có thể lấy lòng. Thứ ba, trần đại đao gần đây không ở kim lăng, hắn đi thượng kinh mở một cuộc họp quan trọng, ngài tùy tiện đi qua, không chỉ tìm không thấy người, chỉ sợ còn có thể đả thảo kinh xa ý tứ của đường viễn sơn rất rõ ràng cũng rất thẳng thắn không có nửa điểm quanh co lòng vòng tổng kết lại là được trần gia rất mạnh bây giờ mà đi thì chính là chịu chết cho dù không phải chịu chết vậy ngươi cũng không tìm được người trong cuộc công tử ý kiến của ta là tiểu không đành lòng thì loạn đại mưu thảo phạt kim lang vương còn cần bàn bạc kỹ hơn bất quá đường viễn sơn vừa chuyển lời kiên quyết nói nếu ngài khăng khăng muốn đi, ta lập tức triệu tập tất cả mọi người đường ra, cùng ngài đi vương phủ. Nơi này đường núi 18 cong, mỹ nữ nơi này. Tô bác thần đang muốn nói chuyện, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên tiếng chuông. Là mẹ gọi tới, mẹ, tô bác thần lấy máy bay già nua ra, ấn nút nghe, giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng, hoàn toàn không nghe ra vừa mới giết người. Tiểu thần, dì nhỏ của con biết con về nhà, buổi tối phải mời con ăn cơm, mẹ phải tăng ca không đi được, Em gái con cũng có giờ học buổi tối, mẹ lấy địa chỉ gửi tin nhắn gửi điện thoại di động con, con đi một chuyến được không? Dì nhỏ của ngươi không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi. Mẹ biết rồi, được, cứ như vậy đi, mẹ đi làm. Cúp điện thoại, nhìn một chuỗi địa chỉ Tống Phương Linh gửi tới, Tô Bắc Thần nói với Đường Viễn Sơn. "Chuyện Trần gia, trước để đó một chút, trước đưa ta đi nơi này." "Được, nghe được Tô Bắc Thần không đi Kim Lăng Vương phủ, Đường Viễn Sơn thở phào một hơi." "Công tử ta lập tức an bài. Yêu cầu của Tô Bắc Thần, đường Viễn Sơn nào dám chậm trễ. Hắn lập tức gọi người lái tỏa giá chuyên môn của đường ra ra chủ tới, tự mình đưa Tô Bắc Thần đi đến mục đích. Tô Bắc Thần ngồi ở hàng sau, nhắm mắt trầm tư. Trong đầu hiện ra một gương mặt hiền lành, hòa ái, đó là muội muội ruột của mẹ hắn, Tống Chi. Bốn năm trước, quan hệ giữa nhà bọn họ và Tống Chi vô cùng tốt, Tống Chi cũng thường xuyên mua quần áo, quà tặng cho hắn, có thể nói, trên đời này ngoại trừ ra ra, cha mẹ ra, trưởng bối ai quan tâm hắn nhất, vậy không thể nghi ngờ là tiểu di tống chi. Lúc ăn cơm mẹ cũng từng nhắc qua, từ khi ông nội qua đời, cha mất, tống chi thường xuyên trợ giúp mẹ và tô yên, cung cấp viện trợ các phương diện. Đối với vị gì nhỏ này, tô bác thần tương đối tôn kính. Nàng muốn gặp mình, mình nên buông xuống tất cả, lập tức đi vào. Huống chi, đường viễn sơn nói kỳ thật cũng không tệ, Trần Đại Đao không có ở đây, hiện tại đi chỉ biết bước dây động rừng. Xe của đường Viễn Sơn là một chiếc râu, roi cấp hành chính, biển số xe là xin phen nam. ss chín. hơn nữa phía trước có đường chạy băng băng mở, phía sau có Audi áp trận, phô trương này phối hợp biển số xe sáng loáng, bất kể đi tới chỗ nào cũng là đẹp nhất, khi bọn họ dừng lại ở tiểu khu của dì nhỏ, khi ở biệt viện của kê Mơ, lập tức dẫn tới rất nhiều người dừng chân quan sát, quay đầu lại dẫn đến bạo phát. Mẹ kiếp, đây là xe của ai vậy? Tiểu khu chúng ta còn có loại đại lão này. Kim S9999, đây hình như là xe của đường Viễn Sơn. Địa sản đại đường tên đường Viễn Sơn kia. Đúng vậy, chính là hắn. Tiểu khu chúng ta vẫn là do hắn khai phá. Đường ra cũng không chỉ là địa sản, đồ ăn thức uống, khách sạn, để tổng hợp cỡ lớn đều có đọc lướt qua. Trong tiểu khu lập tức gây ra một trận xôn xao, ảnh chụp xe bị người ta gửi đến tiểu khu, trong nhóm lập tức nổ tung, bắt đầu nhao nhao thảo luận về địa sản đại đường. Địa sản đại đường, ở toàn bộ Kim Lăng cũng tương đối nổi danh. Tiểu khu chúng ta có một hộ người không phải là công tác địa sản của đại đường sao? Đúng vậy, tôi cũng nhớ rõ, hình như còn là quản lý. Đúng đúng đúng, ba tòa nhà trồng chất đại lão, xe của ông chủ ngươi tới, có phải là đi nhà ngươi hay không? Trong nhóm không ngừng có tin tức nhảy nhót, rất nhiều người bắt đầu a còng người của tòa nhà số 3, Lý Minh Tùng nhìn thấy những tin tức này thì biến sắc, nói với bóng người đang bận rộn trong phòng bếp. Tống Chi, cái kia, đại boss của ta hình như đến tiểu khu của chúng ta, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, chờ một lúc nữa không biết có thể trở về hay không, nếu như không trở về, người nói với bác thần một chút. A, à, đại boss, cái đại boss nào, Tống Chi nghi hoặc, lão đại của lão đại ta, người nói chuyện địa sản đại đường, đường Viễn Sơn, người nhìn nhóm nghiệp chủ sẽ biết, rất có thể là tới tìm ta. À, Tống Chi lấy điện thoại ra xem, thật đúng là vậy được. Người mau ra ngoài nhìn xem, nếu không có việc gì thì về nhà sớm đi. đã biết Lý Minh Tùng vội vàng thay bộ vest, vội vàng chạy ra ngoài, đồng thời trả lời trong nhóm: các ngươi nói không sai, hai ngày trước ta mua cho công ty một đơn ba ngàn vạn, ông chủ đại khái là tự mình đến khen ngợi ta, cảm thấy hứng thú nhanh đến vây xem. Công tử, đến rồi, ngài nhìn xem là nơi này sao? trong kho phía nam. Đường Viễn Sơn cung kính nói. Ừm, hẳn là, được, đường Viễn Sơn gọi tới mấy bảo tiêu vây quanh xe thành một vòng, ngăn cản tầm mắt người ngoài, tiếp theo tự mình xuống xe mở cửa xe cho tô bắc thần. Công tử, ta ở chỗ này chờ ngài. Không cần, người về trước đi, tô bắc thần nói. Được, đúng rồi, công tử, ngài cầm tấm thẻ này. Đường Viễn Sơn từ trên người lấy ra thẻ nạm vàng. Công tử, đây là thẻ rồng trí tôn của đường ra chúng ta, đường ra chỉ có một tấm này, nắm giữ nó, có thể có được bất kỳ vật gì dưới chướng đường ra, xin công tử vui lòng nhận cho. Được, tô bác thần không từ chối, thoải mái nhận lấy. Tiếp theo, dưới sự yểm hộ của đám bảo tiêu rời đi. Đường đồng, tô bác thần đi xa, thư ký của đường viễn sơn tiến lên, thấp giọng nói, đường tổng, tấm thẻ kia là của ngài, ngài cứ như vậy đưa ra ngoài, hắn đáng giá sao. Đường Viễn Sơn nhìn bóng lưng Tô Bắc Thần rời đi, nghiêm túc nói. Tô công tử, đáng giá đường ra trả giá hết thảy. Một người, đơn đấu các cao thủ đường ra, một viên đan dược, để hắn từ địa giai vào thẳng đến thiên giai. Mấu chốt là một cường giả như vậy còn nghe được vào khuyên nhủ, hung hăng càn quấy, tính cách tàn nhẫn ẩn giấu tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa lại trẻ tuổi, chỉ có 20 tuổi. Loại người này, như tiềm long tại uyên, thâm bất khả chắc, tiền đồ vô lượng Một tấm thẻ tính là gì? Cái đùi này, đường viễn sơn nhất định phải ôm. Huống chi, mạng của hắn còn nằm trong tay người ta. Đường Tổng, có một người tên là Lý Minh Tùng, nói là nhân viên của địa sản đại đường, muốn gặp ngài. Đúng lúc này, một vệ sĩ chạy lên báo cáo, ý bảo đường Viễn Sơn nhìn về phía xa. Hết tập 1, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện, nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.